Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. À, tốt quá rồi. Tôn công tử, ngài nhìn xem cô nương này tỉnh rồi. Ai vô, thật không thể. Thật không dễ mà, ta đúng là anh hùng cứu mỹ nhân. Người này cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Ha 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 ha. Chờ đợi nàng ta nói mấy lời kinh điển kiểu ơn công tử cứu mạng, tiểu nữ không biết báo đáp thế nào, chỉ biết lấy thân này ra báo đáp thôi. Ha ha ha. Tiểu cô nương, cô tỉnh rồi à, là ta cứu cô đó. Xem ra thái tử không nhận ra mình. Cũng đúng, số người mà thái tử gặp mỗi ngày quá nhiều, sao có thể nhớ mặt một tiểu nha hoàn như mình chứ. Mình phải nói gì mới được đây? Cha, cha cái đầu cô ấy. À, ngài không phải cha tôi. Đương nhiên không phải rồi. Công tử, thật xin lỗi, Hiên Nhi làm ngài bực tức rồi, vừa rồi gặp ác mộng. Trong lúc hốt hoảng, Hiên Nhi nhìn thấy cha mình, nhất thời xúc động nên mới. Cha là vậy, bỏ đi. Bổn tiêu gia vốn khoan dung độ lượng, sẽ không tính toán với cô. Cô nương này, tối qua cô bị ngất ở bên bờ sông Miếu. Nếu không có công tử nhà tôi cứu thì không biết cô đã bị con sói hoang nào cắp đi rồi. Là công tử đã cứu Hiên Nhi sao? Ha ha ha, chính là bổn công tử ta đây. Trong sách nó quả không sai, nửa đêm càng chỗ nào tối tăm thì cơ hội ra anh hùng cứu mỹ nhân ra tay vì chính nghĩa càng nhiều. Cổ nhân không gạt ta mà cảm tạ bổn thái tử đi. Công tử ngài sao này lại cứu tiểu nữ? Hả, gì cơ? Tiểu nữ bơ vơ không nơi nương tựa, chịu đủ khổ cực rồi, vốn không định sống tiếp nữa, nên mới vùi mình xuống sông lúc nửa đêm như vậy. Tiểu nữ chỉ mong được đoàn tụ với cha mình, sao ngài lại cứu tiểu nữ? Cái gì vậy? Hiện giờ đã quá thời khắc có thể đoàn tụ rồi. Nếu giờ tiểu nữ xuống cũng không gặp đúng cánh cửa địa ngục đang nhốt cha. Không đúng, Quỷ Môn Quan ở hướng Bắc, chỉ cần kịp đến trong vòng 15 phút nữa thì có thể chớp thời cơ cuối cùng. Công tử, tiểu nữ đi trước đây. Cô ta đang nói thần thần quỷ quỷ cái gì vậy? Mau đuổi theo. Điên rồi. Khó khăn lắm mới cứu được. Cổng đến eo tê lưng cứng, rồi không ngờ cô lại là một kẻ điên. Còn đứng trên đó nó làm gì? Mau vớt người lên đi. Lại là nô tài sao? Nô tài đi ngay. Công tử, cô nương này chắc bị thần kinh rồi không cần quất lên tiếp đâu. Tiểu đầu tử, ta hỏi ngươi, ngươi gặp người bị thần kinh bao giờ chưa? Tuy chưa gặp bao giờ, nhưng nô tài nghe tiểu khấu tử nói quê hắn có một người như vậy. Ngươi xem, lại là nghe người ta nói. Chúng ta trong cung lâu như vậy, nghe mấy công ba ma ba hoa đủ thứ thần thần quỷ quỷ gì đó, nhưng đã thực sự nhìn thấy lần nào chưa? Cô nương này phải vớt. Hiểu rồi. Thái tử cảm thấy thú vị chứ gì, dù sao thì người phải đi vớt cũng đâu phải ngại. Hay, mình đúng là số khổ mà. Công tử, cô ta tỉnh rồi. Ờ. Này, cô ngủ đến ngớ ngẩn rồi đấy à? Chúng tôi cứu cô lại tỏ thái độ như vậy sao? Vậy cho tôi. Người không biết thì không có tội, tôi cũng không cần hai người xin lỗi nữa. Hả, cô còn dám nổi giận sao? Đạo tử đừng đậm loạn lên như vậy, cô nương vẫn mong cô giải thích rõ ràng. Vì công tử này là Hiên Nhi thất lễ rồi, chỉ vì hai lần lên kế hoạch đều bị phá hỏng, nhất thời khó chịu mong công tử bỏ qua cho. Không sao, vậy ý cô là chúng tôi không nên cứu cô sao? Đúng vậy, tiểu nữ tên là Hiên Nhi, sư phụ là Trương Tam Phong, biết chút về bắt quỷ ngự linh, xem bói chiêm tinh, nhưng thời vận không tốt, phiêu bạt khắp nơi, chịu đủ mọi cực khổ. Thế gian này đã không còn gì lưu luyến nữa, tiểu nữ một lòng muốn chết. Hiên Nhi tính được người cha đã chết của mình, hồn phách hiện đang ở Hoàng Tiền. Nếu đem qua vào được địa phủ thì có thể đoàn tụ với cha dưới âm phủ rồi. Nhưng không ngờ lại bị công tử quấy nhiễu hai lần liền. Hiện giờ phải đợi thêm một năm nữa thì cánh cửa địa phủ mới mở. Đáng thương cho nữ nhi yếu đuối là tiểu nữ đây lại phải phiêu bạt khắp nơi, nếm trải đắng cay của thế gian này. Ôi mẹ ơi, hôm nay đã gặp kẻ điên thật rồi, nó khiến mình ngây ngựa suýt chút nữa thì tin cô ta rồi. Công tử, chúng ta vẫn nên đi trước thì hơn. Chuyện này... Nữ hiệp, cao nhân, công tử. Nữ hiệp, cô thực sự biết xem bói chiêm tinh sao? Bắt quỷ ngự linh sao? Chạy ta với. Nữ hiệp, dạy ta mấy cái xem bói phong thủy môn đạo quỷ thần đó đi. Thái, công tử, tôi từ là bàn bạc ngân lượng, nhà cửa đất đai mấy thứ này chắc chắn có thể giúp cô thoát khỏi kiếp phiêu bạc khắp nơi đấy cô nương. Đây là 10 lượng vàng, cô cầm trước mua chút đồ ăn vặt. Hả? Nhưng cô nương cũng biết đấy, bên ngoài mấy cá thần cao tăng gì đó đều vô số kể.
phần lớn đều là dân giang hồ giả danh lừa kịp nhận lệ tử. Cô nương hiểu biết như vậy chắc hẳn có bí kíp gì đó, liệu có thể cho tại hạ được bỏ mang tầm mắt không? Vẫn may trí thông minh của thái thượng vẫn chưa tiêu tan hết, mình nhẹ nhõm quá. Rốt cuộc cô nương này có năng lực đó hay không, thử nghe là biết. Công tử quá lời rồi, môn đạo quỷ thần chỉ là mánh khóe nhỏ thôi. Tuy nhiên sư phụ tôi từng dặn không phải người có duyên thì không được dòm ngó. Vàng này quý giá, công tử không nên tùy tiện tặng cho người khác, tiểu nữ gánh vác không nổi. Mong công tử thu lại. Ái chà chà, công tử, nô tài thế của ta đúng là kẻ bực bợm, chúng ta mau đi thôi, không phải nói hôm nay lên Thiện Hoa chỗ bãi cát hồng tụ chơi rồi sao? Nhưng mà, công tử giờ còn không đi thì không gặp được thêm Hương cô nương nữa đâu, ngài vẫn chưa sốt ruột sao? Được rồi, để ta xin chơi, đi chơi về giờ xin cô nương chỉ dạy sau. Tạm biệt. Công tử, đừng quên muỗng ô của chủ quán. Hả? Công tử, ngài nhìn đi, trời trong xanh như vậy, nắng mấy ngày liên tiếp rồi, mưa thế nào được? Vâng, cô nương này e là bị điên rồi, ngài, tiểu đậu tử đi lấy ô đi. Hả? Vị công tử này muốn đi thuyền lên bãi cát hồng tụ không? Công tử, chúng ta cũng lên thuyền đi thôi, ngài xem rất nhiều người đều lên trên mặt hồ rồi. Không vội. Hả? Ngươi xem, mưa rồi này. Ơ, sao thế này tự nhiên lại mưa? À, tôi ướt hết rồi, mau quay về chèo thuyền nhanh. Công tử, vậy mà lại đem theo ô, ngài biết trước sẽ mưa sao? Hả hả? Ta hả? Ta chỉ đoán thôi. Mưa thật rồi, trong hệ thống luôn có một dự báo thời tiết, trước đây không mấy chú ý đến. Lần này dùng đến nó rồi. Tuy nhiên, nếu chỉ có vậy thì vẫn chưa thể lấy được lòng tin của thái tử. Cần phải thứ gì đó có sức thuyết phục hơn nữa. Tiến vào hệ thống nữ thần. Bao bao, ta muốn đổi lấy mấy thứ viết trong danh sách này. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tiếp theo, sao phải diễn một vở kịch hay rồi. Tiểu nhị, cô nương trên lầu đâu rồi? Sao không nhìn thấy đâu nữa? Công tử, vị cô nương mà ngài nói đến, mới đi cách đây chưa lâu. Gì cơ, mau đuổi theo. Công tử, nhiều người trên này biết tìm sao đây? Đi tìm Trương Trung Lương. Hả? Công tử, chẳng phải ngài luôn muốn tránh né người của Trương Chi Phủ sao? Ngộ nhỡ bị ông ta nhìn thấy thì chẳng phải hoàng thượng sẽ biết ngài trốn. Ta ra ngoài đã mấy ngày nay, chắc phụ vương cũng sớm biết ta trốn ra ngoài rồi. Lúc này chắc đội ngũ đến bắt người cũng đang trên đường tới đây rồi. Ta đáng buồn nhất là ngày mai thái tử gia ngự ngươi phải trở về quỳ thái sư rồi. Vậy nên nhân lúc này không tìm cô nương đó thì về. Không tìm cô nương mới về thì sau này đừng có mong có cơ hội tìm lại. Người thú vị như vậy sao bỏ qua được? Đứng ngay đó nó làm gì, mau đi tìm người đi. Vâng. Một tuần hương sau. Thái tử điện hạ, lão thần cứu giá tới muộn, xin thái tử thứ tội. Cứu giá cái gì, bổn thái tử không truy sát. Không người truy sát, lúc dạo phố gặp cụ già còn chào hỏi ta kìa, người cứ nhất định phải kiếm chút công lao đúng không? Không có không có, lão thần nhất thời nhanh miệng, thái tử điện hạ bình an vô sự, kẻ không có mắt nào lại dám. Được rồi, nói nhảm ít thôi, khử ngay 50 binh lính đi tìm cô gái này cho ta. Tên là Hi Nhi. Báo, hộ quân thành Nam hồi báo có một nữ tử sống với miêu tả của thái tử vừa mới ra khỏi thành. Đuổi theo. À, thái tử, ngài cẩn thận chút, con ngựa này bản tính hung dữ. Điện hạ, người đó ngay phía trước kia. Shit, đừng nói gì cả. Cô nương đó đang làm gì vậy? Gì thế? Là thần hoa mắt sao? Hiệt, nướng cá nóng thật. Cũng sắp đến tháng 6 rồi. Vừa hôm nay có mưa nhưng trời vẫn cô nóng khó chịu quá. Hay, thế này làm sao mà nghỉ ngơi đây? Chi bằng làm lê ướp đá lạnh. Đời hoang vu này đào đâu ra đá cơ chứ? Phong lôi càn khôn, địa hỏa huyền hoàng. Kết băng. Làm ra thật kìa, lê ướp đá lạnh. Ta cũng muốn ăn. Thái tử đôi của cô nương này có lai lịch thế nào? Nàng ta là sư phụ của ta. Hả? No quá đi, mặt trời sắp lặn rồi, lên đường thôi. Đi thôi. Thái tử nhìn kìa. Tiên nữ hạ phàm. Thái tử ý ngài là... À, thái tử đâu rồi? Sư phụ đợi ta với. Gọi là sư phụ luôn rồi. Sau khi phô trương mấy cái khoa học tự nhiên kia, thái tử đã rất tin tưởng mình rồi. Để có cơ hội sẽ xem thêm mấy kỹ năng xuyên không cần thiết. Như bói toán chiêm tinh hàng ngày gì đó, cái danh thần nữ cơ bản ok rồi. Vấn đề là sau khi vào cung, mình phải xử lý mối quan hệ giao tiếp phức tạp này ra sao đây?
phép tắc trong hoàng cung nghiêm ngặt hơn ở hoàng phủ gia nhiều, thái tử lại quan tâm đối phương như vậy không thể sơ suất được. Sư phụ đang nghĩ thì vậy. Chuyện thiên hạ, không hổ là sư phụ, tài giỏi quá. Còn người cứ giả vờ là bạn của ta đi. Chỉ cần được ở lại là được, lúc rảnh rỗi thì dạy ta mấy thứ cần kỳ đó. Sư phụ ta nói cho người biết, lần này người về hoàng cung cùng ta, ta sẽ lén giấu người đi, tránh để phụ vương biết được lại trách ta không để tâm đến chính sự. Thái tử điện hạ, vừa nãy tiểu nữ đã nói rồi, tiểu nữ chỉ vào cung chơi ít hôm thôi, không thể dạy ngài bất cứ bí thuật nào được. Bí thuật này của tiểu nữ coi trọng duyên số, buộc phải là người có năng khí bẩm sinh. Được rồi, duyên số thì duyên số, sư phụ chúng ta có thể từ từ bồi đắp duyên số mà. Chỉ cần người vui thì độ nhi cũng vui. Trước đây không biết ngài lại bất chấp thân phận thế đấy, thái tử điện hạ. Hay, hoàng thượng hiện tại cũng thật là thảm thương. Dừng lại kiểm tra. Sao thế? Cơ bẩm thái tử, người của hoàng phủ gia chặn ở cổng thành phía trước, hình như đang tìm ai đó. Ồ, tìm ai vậy? Nghe nói có một nha hoàn đã trốn mất, tìm mấy ngày rồi hôm nay rồi. Hừ, ta không thèm để ý đến hai huynh đệ nhà họ, nói với bọn chúng là xe ngựa của bổn thái tử, muốn kiểm tra thì bảo hai huynh đệ nhà họ đích thân tới đây. Vâng điện hạ. Hoàng phủ gia là Minh Loan hay Minh Dị, cho dù là ai mình cũng không thể để họ phát hiện ra được. Hoàng phủ Minh Loan tham kiến thái tử. Là ngươi hả? Không phải ngươi đi đánh trận giữ thành rồi à? Sao còn có thời gian đi bắt trộm khắp thiên hạ thế này? Không phải bắt trộm. Được rồi, nhìn ngươi hồn vía trên mây thế kia, chán chẳng buồn phá ngươi nữa. Xe của bổn thái tử ngươi cũng muốn lục soát sao? Nàng ta chỉ là một nhân nữ, sẽ có thể ngồi cùng xe với thái tử được. Xe của thái tử đương nhiên không cần lục soát rồi. Biết thì tốt, ta đi đây. Thật ra lục soát hay không cũng giống như nhau cả thôi, chỉ là thần không thể chấp nhận nổi kết quả này thôi. E rằng nàng ta sớm đã không còn trên thế gian này rồi. Cái tên này chắc là bị yểm bùa rồi. Ta đã quen biết hắn 10 năm nay, hắn vẫn luôn biết cách giày vò người khác hơn ta. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy cũng thật thú vị. Chỉ eo hay phủ tướng quân phải nhọc tâm rồi. Dù sao cũng không phải việc của ta. Sư phụ, nếu người mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi chút đi. Được. Hoàng phủ Minh Lan, Minh gì, như có thể trả lại hết được tấm chân tình đó. Cứ coi như hạ tay chết rồi đi. Có lẽ hạ tay mới có thể tự tha trước cho bản thân mình được. Cung nghênh thái tử điện hạ hồi cung. Miễn lễ, lùi xuống hết đi. Tiểu đầu tử, mau sắp xếp cho sư phụ vào trong cung ta, đừng nếm mấy người không biết nên biết được. Vâng. Thượng tiên, mời đi theo tử nhân. Thượng tiên, may mà ngươi nghĩ đã cách gọi này. Tân nhi. Giọng nói này, người không nên biết mà con vừa nói là ai thế? Chắc không phải đang nói ta đấy chứ. Cậu, sao còn lấy đến đây vậy? Bình Dương hầu, Ngụy Chân Đình. Còn biết lớn nhỏ, dám gọi thẳng tên húy của hậu vương ta thế à? Ai da, cậu người dở chết con rồi, còn lại gây ra chuyện xấu gì rồi sao? Cô nương này là ai đây? Nhìn trang phục là dân nữ ư? Tân nhi, con quần áo lụa là thế này mà lại đi cưỡng ép dân nữ sao? Con nói linh tinh cái gì vậy? Ta nói cho con biết, chúng ta không thể làm như vậy được. Không biết nói sao nữa, hôm nay cậu phải vì đại nghĩa diệt thân. Vị cô nương này cô biết đấy. Thân phận gì đó ta không thể nói nhiều được. Đây là ngân phiếu 100 lượng vàng. Cô hãy rời xa cháu trai ta đi. Từ giờ. Cậu. Gì cơ? Vậy mà lại là thượng tiên tinh thông bói toán chiêm tinh sao? Không sai, đây chính là sư phụ của con. Cậu đừng dọa sợ nàng ta. Đã sớm nghe sự tích về Bình Dương hậu ở hoàng phủ ta rồi. Hắn là em họ của hoàng hậu, quyền thế hơn người như nhân hậu. Thẳng thắn đối xử đồng đãi với người khác, được thánh thượng vô cùng sủng ái. Người như vậy sẽ tin chuyện thần thần quỷ quỷ sao? Thượng tiên, mau mau xem chỉ tay giúp ta đi. Gần đây ta đen đủi lắm, vừa bị nóng trong lại bị táo bón nữa. Mau xem cho ta đi. Sao người trong hoàng cung ai cũng như thế này hết vậy? Cứ như mình lạc vào hoàng cung giả vậy. Cậu đừng làm loạn nữa. Giờ con phải đi gặp phụ hoàng này. Lần này ông ấy sẽ đánh chết con mất. Mau giúp con nghĩ cách gì đi. Tần nhi, không phải ta cũng muốn nói con đâu. Nếu con đã trốn đi thì đi đâu lâu chút. Đợi phụ hoàng con khóc sụt sẽ thì hắn về. Đằng này con mới đi được có mấy ngày, về vừa kịp lúc phụ hoàng con đang tức giận. Con bị ngốc đấy à? Cậu mơ nghĩ cách giúp con đi mà. Đi thôi. Sợ cổ ra là nhận một đau. Sợ con đến ông chân phụ hoàng con mà khóc một trận lớn đi chứ. Còn biết làm gì nữa. Con thấy cũng phải. Cậu cũng phải bảo vệ con đấy. Đừng để phụ hoàng đánh con thật đấy. Thượng tiên mời đi bên này. Đã chuyển bị tâm lý đối mặt với một trận máu tanh rồi, nhưng giờ thấy như thể lạc vào nhà trẻ vậy. Chuyện gì đang diễn ra đây? Tài liệu cho thấy thái tử là con trai duy nhất của hoàng thượng, nên từ nhỏ đã được sủng ái vô cùng, nâng niu, nhưng
nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mẹ của Thái tử là hoàng hậu đương triều, cũng là người duy nhất được hoàng thượng sủng ái. Còn cậu Bình Dương hầu nắm giữ binh quyền trong hoàng thành, có thể điều động toàn bộ Ngự Long quân và Ngự Y vệ. Thái tử sinh ra trong điều kiện vô cùng hoàn hảo, hoàng vị của hắn vốn chẳng cần tranh giành với ai, vững chắc đến không thể vững chắc hơn. Như vậy chỉ cần đợi đến khi Thái tử lên làm đế vương, sau đó tấn công chiếm đóng, thì mình có thể thu về được 1 triệu điểm hấp dẫn rồi. Sau đó, Thái tử bị chép phạt nhân nghĩa hiếu thuận 100 lần vì tội tự ý rời khỏi cung. Mệt quá đi, ta ra ngoài dạo bộ một lát. Không được, Thái tử điện hạ tha cho chúng tiểu nhân đi. Thái tử điện hạ, chiều hoàng hậu nương nương sẽ đến đây, nếu người không có ở đây há chẳng phải. Lại là một buổi sáng hỗn loạn, dù sao cũng đang rảnh, tiện đây nói cho các vị biết cuộc sống thường ngày của tôi. Cuộc sống thường ngày của Thái tử. Một ngày của Thái tử, 4 giờ sáng dậy đến Ngự thư phòng lên lớp buổi sớm. Chỉ cùng học ở đây là một vài con trai của các đại thần thân thiết. Trước đây Minh Diện, Minh Loan cũng từng học ở đây, sau đó do đã đủ tuổi liền học ngay tại nhà. Đọc sách cho ta. Buồn ngủ quá. Chỉ có duy nhất Thái tử rõ ràng đã 20 tuổi rồi, nhưng vì ngu dốt nên bị bắt ép tiếp tục lên lớp buổi sớm. Có thể nói Thái tử là học sinh già nhất ở Ngự thư phòng. Điểm tâm hôm nay khá ngon, tốt. Nhất định phải có đủ 6:30 về phủ Thái tử ăn sáng. Nhất định phải có đủ 8 món điểm tâm, 4 món cháo, 10 đĩa thức ăn. Còn không được lặp lại món mỗi ngày nữa. Dùng cơm xong là thời gian luyện tập thân thể, bao gồm các môn như cưỡi ngựa, bắn sức cung, võ thuật, sử dụng vũ khí. Hoàng thượng điều hết đại thống lĩnh Ngự Long quân qua đó chỉ để dạy lớp võ công buổi chiều cho Thái tử. Hôm nay đến lượt ai đấu với bổn Thái tử đây? Không động vào được, không động vào được. Luyện xong võ công, Thái tử tắm giặt nghỉ ngơi, tấu sớm mà buổi chiều sớm dâng lên được hoàng thượng, phê chuẩn sẽ gửi một phần sang cho Thái tử đọc tham khảo. Lũ lục phương nam, vậy bãi cát Hồng Tụ há chẳng phải bị nhấn chìm rồi sao? Ta còn chưa kịp qua đó chơi mà. Thái tử còn phải viết cảm nghĩ và ý kiến xử lý sau khi xem xong, thái sư sẽ đích thân chấm điểm. Cơm trưa gồm 12 món ăn phong phú, tinh xảo ngon miệng, thỉnh thoảng hoàng hậu sẽ gửi đến rất nhiều món ăn, lại là cà rốt. Vì Thái tử vô cùng kén ăn nên mấy món hoàng hậu gửi đến đa phận Thái tử đều không thích ăn, bị ép ăn 2 miếng liền đi trút miệng. Sau đó buổi trưa, 2 tiếng sau, nghỉ trưa kết thúc liền tới lượt thái sư lên sóng, dạy Thái tử học chữa bài tập về nhà buổi học sáng. Mấy cái chữ gà bới gì đây? Đây cũng là lúc Thái tử đau đầu nhất, lúc nào cũng muốn chạy trốn, phiền chết mất. Thái sư Hoài Yến, có tài có đức cũng nhiều lần bị làm cho tức đến mức nứt cục. Khó khăn lắm mới tiễn được thái sư câu có đi, thì hoàng hậu lại đích thân đến. Nhì tử của ta mệt cả ngày rồi, đến đánh cờ thư giãn cùng mẫu thân được không? Đây là sức tổ yến mang đến bồi bổ cho con đấy, mau uống đi. Mẫu hậu, đó là đánh cờ, thực chất là truyền dạy và khảo sát kỹ năng đánh cờ thôi. Thỉnh thoảng cũng có dạy mấy môn tao nhã cầm kỳ thi họa, rồi sau đó thái tử sẽ dùng cơm cùng với hoàng thượng và hoàng hậu. Hoàng thượng sẽ hỏi ngày hôm nay thái tử học được những gì, sau khi đăng dạy xong là thời gian cả nhà toàn tụ trò chuyện vui vẻ. Dùng cơm tối xong, thái tử về phủ của mình, bình thường sẽ bắt gặp Bình Dương hậu đến mua vui. Hai người trêu đùa một hồi rồi mỗi người sẽ nói đến tình hình khắp chốn, chuyện vụn vặt chiều đường của mình. Nói chung đa phần đều nói về đại thần nào đó, chỗ nào có xuất hiện bảo vật gì đó vân vân. Thái tử sẽ ngầm lên kế hoạch cho lần trốn ra khỏi cung tiếp theo, Bình Dương hậu sẽ bày mưu tính kế gì đó cho thái tử. Chờ đến 8-9 giờ, Bình Dương hậu đi về, thái tử tắm giặt đi ngủ. Hết một ngày. Không biết các vị nghe xong thì có cảm tưởng thế nào, tôi thì tôi cảm thấy rất mệt. Hoàng gia đúng là dạy dỗ thái tử như người thừa kế hoàng vị duy nhất, đồng thời cũng sủng ái vô hạn, nhưng thái tử chỉ có nhược điểm chí mạng. Đó chính là hắn chưa từng nếm qua cảm giác thất vọng bao giờ. Mỗi một yêu cầu của thái tử đều được thỏa mãn, người như vậy thật sự có thể là một hoàng đế tốt sao? Bỏ đi, đây cũng chẳng phải việc của tôi, vì tôi cũng đang gặp phải một vấn đề lớn. Chuyện thái tử đưa tôi vào cung, cơ bản không thể giấu được các bậc bề trên. Hoàng hậu lệnh cho tôi ngày mai đến gặp. Tiêu phòng điện. Cách ứng phó không được, e rằng mạng này khó xử. Mẫu nghi thiên hạ đang ở bên trong. Từ khi xuyên không tới đây, hình như ngày nào mình cũng phải nghĩ cách làm sao để giữ cái mạng này. Nhân nữ Hy Nhi, bái kiến hoàng hậu nương nương. Không ai đáp lại. 2 tuần hương sau, cô nương hãy về đi, nương nương có việc không tiện gặp cô. Vậy đa tạ mama báo cho tiểu nữ biết. Nương nương không ở đây, sao cô phải cuốn lại làm gì? Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, lo lắng cho con dân trong thiên hạ. Nhân nữ cuốn lại, mẫu nghi là chuyện nên làm. Nhân nữ cáo lui.
cũng hiểu chuyện đấy. Cung thái tử, sư phụ, người có biết tiết trời chiều nay thế nào không? Liệu có mưa không? Coi chuyên văn thì ba ngày này trời đều nắng. Ồ, vậy sao? Vậy sư phụ, người có thể tạo ra một trận mưa to không? Chỉ cần mưa chiều nay thôi. Thái tử điện hạ hôn mưa gọi gió là chức trách của Long Vương, ngài nên tìm hoàng thượng mới đúng chứ. Sư phụ, đến phụ vương ta mà ngày trời người cũng dám phá, ngầu ghê. Là ngài quá ngốc thôi. Thôi không mưa thì ta chỉ còn cách chấp những số phận đi săn cùng với quận chúa ngang ngược đó thôi. Điều tài mẫu hậu cứ bắt ta phải đi cùng mới được. Sao cứ phải bắt ngải đi hả? Chẳng phải cái này rất rõ ràng sao? Quận chúa Ý Linh, con gái hộ bộ thượng thư 16 tuổi, dung mạo hơn người. Thái tử Tân vừa tròn 20, thê thiếp chưa có, tâm tính bất định. Đúng là bố mẹ trong thiên hạ đều giống nhau, sụp cưới, sụp mang thai, sụp sinh đứa thứ hai. Thái tử mau đi đi, đừng làm lỡ thời gian. Đúng rồi, ta nghĩ ra ý hay này. Sư phụ, chi bằng người đi cùng ta đi. Hả? Người xuất vài chiêu trị quận chúa ngang ngược kia, dạy cho nàng ta sợ chạy mất dép đi, chẳng phải quá tuyệt sao? Ý này hay thật đấy, đi ngay thôi. Ha ha ha. À, Thái cử ca ca, đây là ai vậy? Đây là bạn tri kỷ mà ta gặp ở ngoài cung. Bọn ta nói chuyện rất hợp với nhau, vậy nên ta mời nàng ta vào cung ở ít hôm. Dân nữ Hi Nhi tỉnh An Ý, Nhi quận chúa. Thái tử. Ồ, hóa ra là ngươi à, cái người giả thần giả quỷ đó hả? Nghe nói ngươi có thể hô thần gọi quỷ, điều hỏa kết băng, sợ xuất bại chiêu ta xem được không? Cái này, Ý Linh, chuyện này không được đâu, muội quên lời của phụ hoàng rồi sao? Cầu tiên học đạo là không tốt, sao có thể nói chuyện quái gì thần quỷ ở đây được? Hiện như cô nương chỉ là một người bạn tốt của ta thôi, nàng ta nào có biết mấy thứ muội vừa nói. Nếu ta đem mấy câu muội nói mách với cha muội thì muội sẽ bị mắng cho đấy. Thái tử ca ca bảo vệ như vậy thì Ý Linh còn biết nói gì nữa? Hừ, đi thôi, đi săn. Thái độ của Ý Linh quận chúa, chắc không phải cho rằng mình là đại con gái vì muốn bám lấy thái tử mà không từ thủ đoạn đấy chứ. Thái tử điện hạ, sư phụ, chúng ta cũng đi theo thôi. Lấy mình ra làm bia đỡ đạn. Thái tử hình như không vô lo vô nghĩ đơn giản giống như bé bề ngoài. Sự đắn đo đó của hoàng hậu cũng là vì điều này sao? Về cái danh thượng tiên e rằng cũng chẳng ai coi là thật. Nếu là như vậy, cẩn thận. À, sư phụ, người không sao chứ? Không sao. Ý Linh, muội làm gì vậy? Phía sau hình như có một con thỏ chạy đến lên muội, liền bắn nó thôi. Yên tâm đi, kỹ năng bắn cung của muội thái tử cũng biết mà, không bắn trượt được đâu. Ý Linh quận chúa biết bắn cung sao? Đúng thế. Tử Nhi triệu ta vốn không được học võ công, càng không được làm quan, nhưng Ý Linh sinh ra đã khác người, thích làm mấy chuyện vốn chỉ có nam nhân nên làm. Với tính cách ngang bướng như vậy, ai dám động đến chứ? Cha muội ấy cũng mặc kệ muội ấy, kết quả sợ chẳng ai quản nổi nữa rồi. Sư phụ, người không biết cưỡi ngựa bắn cung, vậy ở đây hóng mát nghỉ ngơi đi, đợi ta đi bắt con thỏ về đây cho người chơi. Cha. Ồ, chẳng phải thượng tiên đây sao? Nhân nữ Hi Nhi bái kiến Bình Dương hầu đại nhân. Ha ha ha, thượng tiên miễn lễ. Cái danh thượng tiên chính là thái tử điện hạ nói đùa thôi. Quỷ thần ấy mà, Tân Nhi nói có thì là có, nó không có thì là không có. Còn có thật hay không, ai quan tâm chứ? Bình Dương hầu đại nhân nói chí phải. Nói ra thì ngươi ở đây, còn Tân Nhi lại ở trong kia sao? Thái tử điện hạ cùng với Ý Linh quận chúa đang đi săn. Ồ, Ý Linh sao? Thú vị thú vị, vậy ta cũng đỡ ở đây. Biểu cảm của Tân Nhi lúc này nhất định là rất khó coi. Ha ha ha, người đâu rót rượu? Chuẩn bị bếp trước đi, đợi hai người bọn họ quay lại, bất luận bắt được con gì đều trực tiếp nướng luôn. Sảng khoái, ngồi đợi không cũng chán, chi bằng nói chuyện chút đi. Thượng tiên cô nương, ngươi tiếp cận thái tử rốt cuộc có mục đích gì? Dân nữ Hi Nhi đến đây thực sự là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Ồ, với tính khí của Tân Nhi cứ hứng thú với thượng tiên, ngươi nhiều nhất cũng chỉ 5 ngày thôi. Nhưng ngươi đến đây đã hơn nửa tháng rồi, nó vẫn chưa tiễn ngươi đi. Vấn đề này rất lớn đấy, lớn đến mức hoàng hậu cũng triệu kiến ngươi rồi. Nó cũng thật trùng hợp, hoàng hậu triệu kiến ngươi đến, quay đầu liền bảo Tân Nhi đi gặp Ý Linh quận chúa. Thú vị ghê, nhưng thú vị hơn vẫn là thượng tiên ngươi đó. Nhìn thì có vẻ như thân trong hiểm cảnh nhưng lại bình tĩnh vô cùng. Không những không khóc không kêu không đòi rời đi, mà ngược lại còn tiến theo một bước đến gặp người mà hoàng hậu nhắm cho thái tử. Cứ chớ cãi nữa thì không thú vị nữa đâu. Đây chính là cái gọi là hoàng gia sao?
Từ thái tử đến Bình Dương hầu rồi đến hoàng hậu, không ai là không có hai bộ mặt. Nhìn có vẻ hòa nhã dễ gần nhưng thật ra lại cao cao tại thượng, ăn sâu tận vào xương tủy, trực giác hiểu thấu lòng người nè. À không, là bản năng được cố ý nuôi dưỡng mới phải. Đây chính là những người mà mình buộc phải đối mặt nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ tấn công, chiếm đóng sao? Áp lực đột nhiên cảm thấy nặng như núi. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Chỉ còn cách nói thật thôi. Nhưng đây cũng là đánh cược. Đúng như những lời Bình Dương Hầu nói, tình cảnh hiện giờ của mình thực sự vô cùng nguy hiểm. Vốn là con tép con không ai chú ý đến nên mới không bị truy vấn gì. Nhưng lúc này mà làm chuyện gì đó không nên làm thì hậu quả khó lường. Không có đường lui, phải cược thôi. Bình Dương Hầu đại nhân thông suốt hơn người, dân nữ sao dám lừa gạt. Dân nữ Hi Nhi phạm vào tội đại bất kính, dân nữ đối với thái tử điện hạ. Dừng lại, đang nói chuyện bình thường sao tự nhiên là quỳ xuống vậy? Lát nữa tự nhiên đến lại chết hoàng thúc ta bắt nạt sư phụ của nó mất, mau đứng lên đi. Hi Nhi đúng là phạm tội lớn, xin Bình Dương Hầu giáng tội. Lại là câu nói đó, ai da da hà tất gì phải thế này, việc ngươi có tội hay không đâu phải ta nói là được. Thiên hạ này bao gồm các ngươi nữa, sau này đều thuộc về thái tử cả. Ta thuận miệng tán gẫu một câu thôi, đâu có gì to tát. Thường tiên cô nương còn không mau đứng lên, muốn bổn vương với đích thân đỡ ngươi đứng dậy sao? Vâng, lão giác sao? Cứ cảm thấy trong lời Bình Dương Hầu dường như có ngụ ý gì vậy? Trước mắt, ái này coi như qua rồi, nhưng thái độ của hoàng hậu là thế nào? Tối hôm nay cùng đi thái tử, đi cùng thái tử tới đây đúng là không thỏa đáng, phải ra sao mới tốt đây? Đâu? Hả? À da da, Tân Nhi con về rồi à, bắt được thứ gì hay ho không? Cậu, hai người đang làm gì vậy? À không có gì đâu, thượng tiên hơi mỏi chân một chút nên không may ngã thôi. Thượng tiên ngươi không sao chứ? À dân nữ không sao, dân nữ thất lễ rồi. Không sao thì tốt rồi. Hi Nhi, người đợi lâu lắm đúng không? Đến xem lợn rừng ta săn được này. Được. Thái tử ca ca, con hư mà muội săn được vẫn béo tốt hơn, muội thắng rồi. Rõ ràng là lợn rừng khó săn hơn. Nhìn thấy cảnh thú vị như thế này mà Tân Nhi chẳng mảy may nhăn mày đến một cái, chẳng được xem một màn cẩu huyết tốn còn vô ích rồi. Quả nhiên là do ngài bày ra mà. Ai, cuối cùng cũng về tới cung rồi, mệt chết mất. Tiểu khấu tử mà đến sờ bóp cho ta. Thái tử điện hạ, dân nữ có chuyện muốn trình bày. Hả? Sư phụ muốn nói nhỏ gì với Đồ Nhi sao? Thái tử điện hạ minh giám, dân nữ được thái tử coi trọng, cảm kích vô cùng. Nhưng thiên hạ có đâu có tiệc rượu nào là không tàn. Dân nữ cung này quấy đậy đã lâu, cũng đến lúc nên từ biệt rồi. Hả? Người muốn đi sao? Vâng. Sư phụ, Đồ Nhi làm gì khiến người không hài lòng sao? Không vừa ý chị ăn ngủ hay là không vừa ý người dưới? Sư phụ, người cứ nói ra đi, ta sẽ sai người đi cải thiện ngay. Thái tử điện hạ là cửu ngũ chí tôn, dân nữ chỉ là một thường dân, sao gánh vác nổi hai tiếng sư phụ này? Xin thái tử đừng gọi như vậy nữa. Còn mấy cái thuật phong thủy tạo lửa vụn về kia chỉ là mấy cái bánh khóe chợ búa thôi, sao có để lọt vào mắt thần của thái tử được? Thái tử điện hạ trị quốc an dân, ý tưởng lớn lao như rồng cuốn hổ chồm, tất nhiên sẽ trở thành một bậc minh quân bảo vệ giang sơn thái bình hương thịnh ngàn năm. Dân nữ Hi Nhi xin cáo từ tại đây. Tuyệt vời. Sư phụ, hóa ra tài ăn nói của sư phụ lại giỏi như vậy sao? Thật khiến Đồ Nhi mở rộng tầm mắt. Thái tử điện hạ đã nói đừng gọi dân nữ như vậy nữa rồi mà. Tuy nhiên nếu như sư phụ ta chỉ coi trọng tiên thuật của người thôi thì đó là một sai lầm lớn. Từ đầu đến cuối thứ ta tò mò nhất chính là con người sư phụ đó. Hả? Sư phụ cũng biết trong mắt ta người trong thiên hạ chia làm ba loại. Một là kẻ ngốc có thể sai khiến, hai là kẻ thông minh có thể dùng, ba là kẻ kỳ lạ có thể học hỏi. Lúc đầu ta cho rằng sư phụ chỉ là kẻ ngu dốt hạ đẳng thôi. Vì xuất hiện vừa đúng lúc ta đang đi dạo đêm bên bờ sông, lẽ nào chỉ là trùng hợp thôi sao? Lúc đó tôi đoán sư phụ là khuê nữ của nhà đại thần nào đó, muốn gả con gái nên mới bày ra trò anh hùng cứu mỹ nhân này. Nhưng khi sư phụ tỉnh lại lại vùi mình xuống nước lần nữa, nếu nó là diễn thì như vậy có hơi quá rồi đó. Sau đó thì đủ thứ, bất luận là mục đích xuất hiện của sư phụ là gì cũng khiến ta rất tò mò, liền đưa người vào cung. Đây chẳng phải cái không thông minh sao?
Hơn nữa ta thấy sư phụ đối với thân phận đệ tử của ta, đối với tham cung sâu thẳm này chưa từng hoảng hốt lo sợ, vẫn cứ dững dưng không quan tâm, cho dù nói chuyện với ai cũng đều rất có đúng mực. Tự có phong thái riêng, sư phụ tự xưng nhân nữ nhưng nào có chỗ nào giống bách tính thông thường. Như ở đây, Tây Bắc, đúng là có một ngọn núi Vô Đan, sư phụ người thật sự từ núi đó xuống sao? Ta cũng sang người kiểm chứng rồi, phủ hoàng Trung Quốc thích, văn võ mãn triều cũng không có ai lạc mất con gái cả. Tên là Tiên là người thần bí, ta là người muốn học, gọi là đại sư phụ cũng không tính là đánh mất thân phận. Ha ha, những điều này chưa vội nhắc đến, tóm lại sư phụ công vì ngân lượng, công vì danh lợi, đúng là cũng khá giống với những thượng tiên trong truyền thuyết. Sư phụ thấy Đồ Nhi nói như vậy có hợp lý không? Thái tử điện hạ, còn về chị sư phụ nó muốn được ở đây, điều này chắc chắn là không thể rồi. Tại sao? Sư phụ sống chung với ta đã lâu, chắc cũng biết tính cách ta rồi. Ta đó hả, chính là phái gây sự trong truyền thuyết, phép tắc đạo lý, nhân tình thế thái gì đó. Trước hết đều phải khiến bổn thái tử ta vui mới được. Cho nên, mẫu hậu, chuyện mẫu hậu triệu kiến riêng sư phụ ta rất không hài lòng. Người nói xem, ta 20 tuổi thì sao? Ta nhất cứ nhất định phải kiếm một nữ nhân buộc bên mình. Chỉ cho trỏ tên việc gì nên làm, việc gì không nên làm chứ. Ta không muốn lấy vợ, không muốn. Ta mẫu hậu còn có việc, còn coi việc này như việc quốc gia đại sự vậy. Thậm chí còn nghi ngờ ta đối với người. Bảy cũng là vậy còn được, nếu đã làm rồi. Vậy há chẳng phải nên đảo ngược tình thế sao? À, thái tử điện hạ, ngài muốn làm gì? Ta muốn cùng với người, kịch giả hóa thực. Sư phụ tốt, người hạ mình làm lá chắn cho Độ Nhi đi mà. Thái tử điện hạ, ngài không sợ lá chắn không kiên cố là dân nữ đi sẽ bị người ta chặt đôi trong tích tắc sao? Sư phụ yên tâm, ứng phó xong với ý linh vượng chúa, ta sẽ đến gặp mẫu hậu, nói với bà ấy mong muốn tầm sư học đạo của ta vô cùng kiên định. Sau đó có thể mượn cơ hội đó, nói sẽ theo sư phụ tu hành, từ đây không cần nữ sắc. Chuỗi kế sách liên hoàn này có phải rất xuất sắc không? Sao dân nữ cảm thấy như vậy thì dân nữ thì càng nguy hiểm hơn thế này. Cùng với đó ta sẽ trả thù lao xứng đáng cho sư phụ. Thù lao, tiền bạc cũng được, quyền lợi cũng được, bất luận là gì chỉ cần sư phụ muốn có, Đồ Nhi đều có thể tận tay dâng lên cho người. Như vậy được không? Cái giọng điệu hiển nhiên này, giờ nên nói không hổ là thái tử một nước sao? Thái tử điện hạ, nếu tướng mà dân nữ muốn có, ngài không thể cho được thì sao? Ha ha ha, không có chuyện đó đâu, thiên hạ này có thứ gì mà bổn thái tử không có sao? Có lẽ là có đấy. Ồ, vậy nên thái tử điện hạ không cần đưa ra điều kiện này, chỉ cần đáp ứng một thỉnh cầu của dân nữ là được. Thỉnh cầu gì? Đợi đến ngày đó thái tử tự khắc sẽ biết thôi. Còn vòng vo với ta, thú vị, được, bổn thái tử đồng ý với người, lời nói ra như vàng ngọc, tuyệt đối không nuốt lời. Vậy thì mời sư phụ uống tách trà kính sư này của Đồ Nhi. Sư phụ ở trên xin nhận của Đồ Nhi một lạy. Danh phận của chúng ta coi như đã xác định rõ ràng rồi sao? Thái tử điện hạ, dân nữ uống xong tách trà này cũng tức là chính thức trở thành thầy của ngài rồi. Thân là thầy thì nên dạy trò. Duyên số đã đến, bắt đầu từ hôm nay thầy sẽ đem pháp điều khiển nước của lửa truyền dạy lại cho Đồ Nhi. Thật sao? Ngồi nghiêm. Ờ. Sư phụ, cái này có khiến đất thực sao? Đồ Nhi còn tưởng là thủ thuật che mắt của tạp khỉ giang hồ nào đó chứ. Trước hết hãy chép lại cái này 3 lần. Hả? Sư phụ, đây là bùa đảo gì vậy? Đây là bùa nước, là nguồn cội của nước. Nguồn cội của nước? Thái tử có biết nước không phải là nước mà là sự kết hợp của 2 phân tử H và 1 phân tử O. Trong thế giới vi mô có vô số hạt phân tử, mỗi hạt phân tử lại mang vô số điện tích. Còn điều mà ta muốn truyền lại cho thái tử chính là nguyên căn của sự vật cấu thành nên hoàng cung này, thế giới này, toàn vũ trụ này. Cấu thành? Khi đã thấm nhuận 3 môn đó thì chính thức tu thành chính quả. Thuật này do 3 bộ môn toán lý hóa kết hợp lại xây dựng nên, học thấu cái này điều nước chế lửa cũng được, nắm giữ sống chết cũng được, cho dù là quay lại thời gian, nắm giữ sống chết cũng không phải là việc không thể. Thái tử điện hạ, con đường này ngài vẫn muốn dấn thân vào chứ? Kỳ lạ, cùng thái tử mấy bữa nay không thấy động tĩnh gì nhỉ? Tân Nhi đi làm gì vậy? Tuy nó không gây sự nhưng sao bổn cung cứ thấy bồn chồn thế này, lại trốn ra khỏi cung rồi sao? Bẩm hoàng hậu, nương nương, thái tử không hề xuất cung. Ồ, vậy nó đang làm gì vậy? Thái tử điện hạ đang miệt mài đọc sách. Hả? Miệt mài đọc sách? Đọc sách gì vậy? Tiểu thuyết giang hồ, truyền thuyết thần thoại sao? Hồi bẩm nương nương là cửu chương toán học. 5 ngày sau, hoàng hậu nương nương giá đáo. Tự nhiên, mẫu hậu,
Con không thoải mái đâu sao? Mẫu hậu truyền thầy đến khám cho con nhé. Hả? Mẫu hậu con rất khỏe, chỉ là gần đây con mới giác ngộ được thế giới rộng lớn, vũ trụ mênh mông khiến người ta kinh ngạc mà thôi. Trước đây Hài Nhi tự cho mình thông minh tuyệt đỉnh mà trong chơi qua ngày không chút tiến bộ, mãi cho đến giờ con mới hiểu trong vũ trụ bao la này con lại nhỏ bé đến vậy. Sư phụ từng nói Hài Nhi thân là thái tử trách nhiệm không sống người dân bình thường, tầm nhìn càng phải rộng lớn hơn. Hài Nhi vì đó mà tự cố gắng, gần đây cảm thấy chín chắn hơn rất nhiều. Mẫu hậu người sao vậy? Không sao, con cố gắng đương nhiên là tốt, nhưng cũng đừng quá sức gây tổn hại sức khỏe. Thái tử điện hạ, đây là canh sâm não bạch kim mới nhập, nô tài dâng lên cho ngài đây. Đặt ở đó đi. Não bạch kim là cái gì vậy? Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, đây là một vị thuốc chuyên dùng để bổ não dưỡng khí, tốt cho hệ thần kinh. Mùi vị thuốc này không tồi, mẫu hậu người muốn ăn một bát không? Con đã bảo thái y xem qua rồi, phương thuốc này thật sự không tồi. Vậy à? Tần Di, hôm qua Ý Linh đến thỉnh an ta, nó đã than phiền với ta rồi. Ý Linh nương, mấy ngày nay con đang nghiên cứu một vấn đề khó, không muốn để tâm đến chuyện đi săn cùng mũi ấy đâu. Đợi con rảnh con sẽ đi chơi cùng mũi ấy sau. Than con không có thời gian rảnh chơi với nó. Con say mê học hành tất nhiên là mẫu hậu vui rồi, vậy hôm nay có thời gian đánh cờ với mẫu hậu không? Sao lại không chứ, chuyện học hành có lớn mấy cũng đâu quan trọng bằng việc đánh cờ cùng mẫu hậu được. Đi đi đi, tiểu khấu tử, bày bàn cờ. Mới có mấy ngày mà Tân Nhi như biến thành một người khác vậy. Nữ tử kia có tài truyền dạy được sao? Tân Nhi liệu có phải đang nhiệt tình nhất thời không? Bổn cung phải từ từ quan sát thêm. Nếu chỉ là giả vờ xu nịnh, chỉ muốn dùng cái mắt học hành ra để ứng phó với Ý Linh thì có thể duy trì được bao lâu? Hoàng Nhi, ván cờ này số trời đã định, còn không thắng nổi đâu. Thái tử chỉ nhất thời hứng thú với việc học mà thôi. Mọi người đều cho rằng thật không ngờ. 5 ngày sau, chuyện gì thế này? Trong cung thái tử khắp nơi đều dán kính như tờ giấy kỳ lạ. Trước đây hoàng hậu từng than phiền với ta, ta tưởng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, còn chuẩn bị xem trò vui nữa. Nhưng giờ xem ra chuyện này có chút gian nan giải đây. Cậu đến đó hả? Ồ, Tân Nhi, cháu vẫn còn nhận ra ta cơ à, ngạc nhiên ha. Cậu đang nói linh tinh cái gì đó, đầu óc có vấn đề gì sao? Người đầu óc có vấn đề phải là cháu mới phải chứ. Cháu học đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi đấy à? Tẩu hỏa nhập ma gì chứ, cháu chỉ nghiên cứu chút mà thôi. Cậu này... Cậu có biết trên thế gian này mọi vật có hình hài đều có thể dùng toán học để giải thích không? Ví dụ như chiếc đá tại sao lại đụng xuống, chính là do có lực hấp dẫn. Công thức này là... Ồ, lại nói về chu vi hình tròn, công dụng rất lớn. Ví dụ như... Cái này ta nghe chẳng hiểu gì cả, nhưng hình như rất lợi hại. Những điều này là tiên pháp mà sư phụ dạy cho cháu đó. Cái gọi là tu tiên chính là tu nhân, tu thân, tu vạn vật. Vậy nên cháu mới dán lên mọi vật có hình thù ở tờ giấy có ghi nguồn gốc của nó. Có thể cả đời này cháu cũng không thể nào nghiên cứu hết được. Sư phụ nói nhiều nhất chỉ dạy cháu đến trình độ lớp 9 thôi. Tuy không biết đây là phân cấp gì, nhưng cháu luôn cảm thấy con đường học tập này thật sự rất cao, rất khó nữa. Cái này, sỏi, cậu cũng thấy thú vị đúng không? Tốt quá rồi. Vậy để cháu dạy cậu nha, chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ, tranh thủ học đến sớm vượt qua bài kiểm tra cuối kỳ mà sư phụ sắp xếp nha. Quái, hình như chuyện này không hay cho lắm. Cái này ta việc quân bận rộn, đi trước đây, có duyên sẽ học sau. Đi nhá. Vâng, cậu phải nắm bắt lấy cơ hội này đấy nhé. Má ơi, giờ mình sợ chết khiếp. Tân Nhi đúng là biết gây phiền phức cho người khác. Ồ, là Bình Dương hầu đại nhân sao? Ý Linh, ngươi cũng đến đấy à? Hoàng hậu nương nương phái người đến phủ, bảo tiểu nữ đến thăm thái tử ca ca. Biết ngay mà. Tốt nhất ngươi nên phòng bị chút thuốc đau đầu khi vào đó thì hơn. Hi hi, vâng, đa tạ Bình Dương hầu đại nhân nhắc nhở. À đúng rồi, đại nhân, hôm nay tiểu nữ có thể đến thỉnh giáo ngài thuật bắn cung không? Ngài chính là xạ thủ giỏi nhất trong cung này. Ha ha, chẳng thì cứ đến tìm ta, nhưng đừng để phụ thân ngươi biết đấy. Đến lúc đó tội danh làm hư con gái ngài ta, bổn vương không gánh vác nổi đâu. Hi hi, đã nói rồi đấy nhé. Mau vào đi, thái tử ca ca của ngươi đang điên loạn trong đó đấy, ta đi trước đây. Vâng. Ai nói ta đến tìm thái tử ca ca chứ? Thái tử ca ca thành ra như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Thứ ta muốn tìm chính là kẻ đầu sỏ gây ra cục diện này. Vị này là Hi Nhi cô nương, đúng chứ? Quận chúa Ý Linh. Dân nữ Hi Nhi bái kiện Ý Linh quận chúa. Ai vô Hi Nhi cô nương, nếu giờ phải tìm ra người khiến thái tử nghe lời nhất trong hoàng cung, vậy chắc chỉ có ngươi rồi. Ngươi hành lễ với ta như vậy, ta nào dám nhận.
hình như quận chúa muốn nói gì đó thì phải. Dân nữ ngu dốt, xin quận chúa chỉ dạy. Dân nữ chỉ là dân thường, không hiểu phép tắc trong cung. Nếu lời nói hoặc cử chỉ có chỗ nào mạo phạm đến quận chúa, mong quận chúa nhắc nhở, dân nữ nhất định sẽ sửa. Đừng vờ vịt nữa. Thái tử ca ca sợ đến điên điên loạn loạn như vậy chẳng phải là do ngươi hại sao? Ngươi muốn làm tổn hại đến tinh thần thái tử ca ca bằng mấy thứ yêu thuật vớ vẩn mà ngươi dạy kia sao? Quận chúa đại nhân, xin hãy cẩn thận lời nói. Ngươi tùy tiện nói một câu yêu thuật hai câu gây tổn hại có thể sẽ khiến nhân nữ phải chết ngàn lần. Nhân nữ dựa vào đâu mà dám to gan mưu hại thái tử điện hạ? Quận chúa, người đang muốn gán tội cho dân nữ sao? Cho dù ta có nói sai, thái tử ca ca bị ngươi dạy dỗ đến mức không chịu ra ngoài, lẽ nào điều đó là giả sao? Quận chúa đại nhân, xin hỏi người có biết thuật mà thái tử điện hạ đang nghiên cứu, sách mà thái tử điện hạ đang đọc gồm những gì không? Chẳng phải là thuật gì kinh gì đó sao? Đó đều là sách do thái soái đại nhân đích thân chọn lựa, cũng là sách quý lưu trong kho báu hoàng gia. Người có thể nghiên cứu những loại sách này từ xưa tới nay đều là những nhân tài kiệt xuất. Hai người đang hoài nghi quyết định của thái sư đại nhân. Không, ta không có. Dân nữ tin rằng hoàng thượng và hoàng hậu nương nương đã sớm kiểm tra qua những loại sách mà thái tử điện hạ đã học rồi, họ đều không có ý kiến gì. Nguyên nhân chỉ có một, chứ không phải là yêu thuật như ý linh quận chúa đã nghĩ. Thứ thái tử điện hạ đang học chính là kinh thư chân chính. Đồ dân nữ ngươi, đúng là miệng lưỡi lanh lợi, nói giỏi lắm. Dân nữ chỉ nói sự thật, nếu có chỗ nào đắc tội mong quận chúa rộng lượng bỏ qua cho. Ta lại cứ không rộng lượng bỏ qua đấy. Bao nhiêu thái sư học giả đến dạy thái tử, nhưng huynh ấy đều không thay đổi gì. Tại sao ngươi đến thì huynh ấy liền biến thành ngoan ngoãn học tập như vậy? Ảnh hưởng tới ngươi, ảnh hưởng của ngươi tới thái tử ca ca lớn như vậy, ta không vui đấy thì sao? Ta đấm ngươi. Cái này ý là quận chúa, người định không nói lý lẽ vậy sao? Ta chính là không nói lý lẽ vậy đấy. Thái tử ca ca sẽ cưới ta, còn đâu mới thích một dân nữ không rõ lai lịch như ngươi. Cưới muội, câu này ta đã nói sao? Thái tử ca ca, Ý Linh vụ càng ngày càng quá, càng quấy rồi đó. Thái tử ca ca, lẽ nào huynh không muốn cưới Ý Linh sao? Chuyện này là hoàng hậu nương nương đích thân nói với Ý Linh mà. Ý Linh, ta đương nhiên sẽ cưới muội rồi. Tuy nhiên điều kiện trước tiên là muội phải trả lời câu hỏi trong quyển hoàng phong mật tập này. Đó là cái gì? Kiến thức như biển lớn, mênh mông vô bờ. Thân là thê tử của ta nhất định phải xứng với ta chứ. Đây chính là cái gọi là tam quan tương xứng. Từ tam quan này ta cũng vừa mới học được, ta cảm thấy rất có lý. Các kiểm tra tam quan tốt nhất chính là trả lời câu hỏi. Nào làm đi, trả lời xong quyển hoàng phong này chúng ta sẽ đến cung điện cử hành hôn lễ. Ý Linh quận chúa ngất. Hoàng thượng, người bớt giận, đừng làm tổn hại đến thân thể. Tình nghiệt tử này muốn trẫm tức chết sao? Chỉ vì kén hôn mà dày vò người khác bằng chiêu này, trẫm thật sự. Người đâu, tró tình nghiệt tử nó tới đây, tao muốn treo nó lên đánh một trận. Đừng ai cản ta. Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng người hãy nghĩ sang chiều hướng tốt. Tuy Tân Nhi kiện quán nhưng một tháng này đúng là nó không hề xuất cung gây rối. Nghe thấy sư bẩm báo nó học số lý rất tiến bộ. Đường đường là thái tử, không học binh pháp chiến lược trị quốc an dân, không học bình định quân cơ lại đi học thứ số lý vứt đi đó. Hoàng đường. Hoàng thượng nói phải, nhưng hoàng thượng nghĩ mà xem, Tân Nhi vốn không thông minh hệ bén, chỉ là ham bay nhảy, sốc nổi khó kiềm, học số lý giúp tôi tiện tâm tính cũng có ích. Giờ Tân Nhi đã có thể ngồi ngay ngắn trước bàn học trong một canh giờ không phân tâm chút nào, lại có thể ngồi yên trong vòng một canh giờ sao? Tân Nhi đúng là đã có tiến bộ. Đúng vậy. Người đâu? Phong thưởng, thái tử học tập tiến bộ, thưởng cho phụ thái tử vạn lượng vàng. Hoàng thượng, tóm lại Tân Nhi tuy có chút mánh khóe, nhưng cũng chỉ là tính trẻ con thôi. Chuyện hôn nhân đại sự lời hứa hôn quan trọng hơn là lệnh của phụ mẫu. Nó sao có thể tự quyết định được? Tạm thời để nó ổn định lại tâm tính, học hành cho tốt. Để đến lúc thích hợp chẳng phải chỉ cần một chiếu thư của hoàng thượng là xong sao? Hoàng hậu nói phải. Chỉ là trẫm cậy càng yếu đi rồi. Ngày nào con chưa nhìn thấy Tân Nhi lập thê tử, trẫm vẫn chưa yên tâm. Hoàng thượng, Tân Nhi còn quá nhỏ, gần đây trẫm luôn nghĩ có phải trẫm đã quá cưng chiều Tân Nhi rồi không? Nó liệu có thể gánh vác được giang sơn này không? Kế hoạch tác chiến giai đoạn 1 thuận lợi thành công. Gần đây phụ hoàng và mẫu hậu đều không đến giáo huấn ta nữa. Ý Linh cũng bị làm cho tức đến mức không muốn đập ta nữa rồi. Đúng là quá tuyệt. Tất cả đều là nhờ sư phụ. Thật thật giả giả hư hư. Thật, thái tử điện hạ mưu kế vô song, vi sư không dám tranh công. Nếu không phải sư phụ truyền tiên thuật lại cho ta, sao ta có thể nghĩ ra cách này chứ? Tuy nhiên tiên thuật đúng là cô độc.
Tiên thuật cũng là có độc, bổn thái tử xem đến hoa mắt, chốc chốc muốn ngừng mà không ngừng được, chốc chốc lại muốn xé sách. Lẽ nào đây là đổ kiếp mà người ta nói hay nói sao? Cứ coi như vậy đi. Hay, tu tiên mệt thật đấy, nhưng lúc không có ai nghỉ ngơi chút đã. Sư phụ, sao bóp giúp đồ đệ được không? Tự massage cho mắt đi. Sư phụ, hay, được rồi, một lát rồi đấy nhé. Mà sư phụ giỏi thật đấy, tâm tính học thức, tính cách đều hoàn hảo. Tuy mộc mạc, chuyên nhìn kỹ thì đúng là quốc sắc thiên hương. À, xong rồi. Sư phụ, đi luôn sao? Hôm nay lại cùng ăn cơm được không? Thái tử dùng cơm sao dám ăn cùng? Vi sư còn phải ngồi thiền tĩnh. Ngồi thiền tĩnh tâm, đi trước đây. Hay, sư phụ các việc cũng tốt, mỗi tội quá lạnh lùng thôi. Trong trí nhớ của ta, ngoài tiết mục nhảy xong ban đầu ra, hình như chưa từng nhìn thấy sư phụ đánh mất hình tượng bao giờ. Sư phụ luôn bình tĩnh như vậy, có vẻ như mọi thứ đều nằm trong tầm tay của người. Sư phụ, rốt cuộc người muốn gì vậy? Đồ nhi giúp người. Lúc đó liệu người sẽ có biểu cảm ra sao đây nhỉ? Thái tử điện hạ đúng là rất rảnh. Hãy chép lại 10 lần câu hỏi hôm qua trả lời sai. À, được mà sư phụ. Sự tò mò của thái tử đối với mình ngày càng lớn rồi. Mình càng lạnh lùng xa cách, hắn càng tò mò không thôi. Tính tò mò sẽ mang đến sự tìm hiểu và chú ý, đồng thời cũng mang đến sự quan tâm đặc biệt. Đối với thái tử mà nói, không chừng đây sẽ là cách tốt nhất để tấn công chinh phục. Tuy nhiên, không thể quá đà. Thiện cảm phải được tích lũy từng chút một. Đến lúc thái tử lên làm hoàng đế mới để hắn yêu mình. Còn bên hệ thống nữ thần nữa, nếu thời gian dài không có tiến triển gì, ắt sẽ lại đếm ngược thời gian. Trước lúc đó làm sao để giữ mức độ này, đúng là vấn đề nan giải. Hay, vượt ải boss còn phải xem tiến độ với thời gian nữa, thật là đau đớn mà. Nói ra thì cũng có một kẻ hở chí mạng. Khi nào thái tử mới được đăng cơ đây? Hay, hệ thống cũng không cho gợi ý nào cả, mọi thứ chỉ có thể dựa vào nghịch may mắn thôi sao? Rốt cuộc sư phụ là người như thế nào nhỉ? Tò mò quá đi. Lúc này không ai có thể ngờ một trận mưa bão lớn sắp ập đến. Cái gì? Sứ giả Tây Vực sao? Đúng vậy, tin tức truyền đến. Sứ giả Tây Vực tới cống nạp cuối cùng cũng đến hoàn thành rồi. Tân nhi lúc nào cũng phải ở bên cạnh trẫm, không được gây rối. Vâng. Đám mang gì đó được không tắm giặt gì, bổn thái tử chẳng thích thú gì với việc ở cùng bọn họ đâu. Phụ hoàng, người ngủ không ngon sao? Sắc mặt không được tốt lắm. Chỗ con có chút thuốc bổ sau khi tan triều sẽ mang đến cho phụ hoàng được không? Hiếm khi con có được lòng hiếu thuận này. Sứ giả Tây Vực vào triều. Hồ tộc Tây Vực bái kiến hoàng đế bệ hạ. Bình thân. Đa tạ hoàng đế bệ hạ Trung Nguyên. Hi, Minh Châu. Hoàng đế bệ hạ tha tội, vị này là Hồi Địch Nhi, công chúa của Tây Vực chúng tôi. Công chúa tuổi còn nhỏ không hiểu lễ nghi, mong bệ hạ rộng lượng bỏ qua cho. Hóa ra là công chúa Tây Vực, đúng là thông minh lanh lợi, chắc cũng chỉ nhỏ hơn tân nhi của trẫm vài tuổi. Vị này chính là thái tử điện hạ sao? Đúng là thiếu niên anh tài, anh tuấn bất phàm. Công chúa, mời thỉnh đan thái tử điện hạ. Hả? Một chàng trai thật là anh tuấn. Ta muốn động phòng chàng. Không, còn lão tâm mới chịu. Cô tránh ta đi. Thái tử ta thích chàng. Hoàng thượng và hoàng hậu chẳng phải đã nói rồi sao? Chỉ cần chàng đồng ý chúng ta có thể thành hôn, chúng ta đã nhận được lời chúc phúc của tiền bối rồi. Hạnh phúc biết bao. Hạnh phúc cái gì? Hạnh phúc cái quái gì chứ? Tân nhi, Hồ Địch Nhi ở Tây Vực Đại Quốc, biên giới hòa bình nhiều năm nay, hai bên cũng sớm đã có ý kết thân rồi. Nếu hai bên liên hôn đối với Trung Nguyên và Tây Vực đều là chuyện tốt. Ta thấy Hồ Địch Nhi thẳng thắn đáng yêu, với thân phận của nàng ta làm hoàng hậu và hoàng hậu của con cũng được, còn các phi tần khác con có thể từ từ lựa chọn. Còn đâu con mới đồng ý? Thái tử đợi ta với. Sư phụ, sư phụ cứu Đồ Nhi với. Ồ, thái tử điện hạ. Chuyện gì thế này? Ngươi là ai? Tại sao nam nhân của ta lại ôm ngươi không chịu buông? Ai nói ta là nam nhân của ngươi? Vị Hồ Địch Nhi công chúa này ngươi nghe rõ đây. Tiêu chuẩn chọn thái tử của bổn thái tử sớm đã định rồi. Trên dưới hoàng cung này không ai không biết. Phải trả lời hết quyển hoàng phong mật tập này. Ai trả lời được bổn thái tử sẽ cưới người đó. Đây là gì vậy? Ngươi trả lời được không? Đây là sư phụ của ta, đương nhiên là trả lời được rồi. Ồ, kẻ địch. Quy tắc trên thảo nguyên, nếu muốn cướp nam nhân thì cứ thẳng thắn mà đến. Người đợi đó, Hồ Địch Nhi ta sẽ đến thăm hỏi nhanh thôi. Đi thôi. Rõ, công chúa. Chuyện này là sao? Đến là đau đầu. Sư phụ đừng sốt ruột, lát nữa Đồ Nhi sẽ đi tìm phụ hoàng nói rõ ràng với người. Chẳng biết kiếm đâu ra cô nương này cứ bắt ép Đồ Nhi cưới nàng ta.
Xem ra đây cũng là một bước trong kế hoạch của dục thái tử thành thân của hoàng thượng và hoàng hậu rồi. Hiện đại thì có góc xem mặt ở công viên Triều Dương, xưa thì có đế vương chỉ định ban hôn. Đáng thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, càng đáng thương cho những đứa con bị ấp cưới hơn. Đúng rồi sư phụ, thuốc bổ não kia có thể nấu thêm một ít không? Đột nhiên muốn mang đến cho phụ hoàng tẩm bổ. Từ khi phụ hoàng bị hổ dọa lần trước thì lúc nào cũng ở trong trạng thái thiếu máu khó thở. Tẩm bổ thế nào cũng thấy không thấy tốt lên. Thái y nói do suy nhược từ bên trong, mẫu hậu nói đều do đột nhiên khiến phụ hoàng giận đến đổ bệnh. Sức khỏe của hoàng thượng không tốt sao? Đúng vậy, nhưng cũng chỉ là bệnh nhẹ thôi, tin rằng sẽ khỏi nhanh thôi. Lần trước hổ tấn công do hoàng phủ Minh Dị và Vinh Loan không tiếc thân mình bảo vệ thì hoàng thượng mới thoát khỏi nguy hiểm. Mời đến đây chắc cũng được mấy tháng rồi, với trình độ của thái y trong hoàng cung, một chút kinh động nhỏ đó sao có thể dây dưa đến bây giờ vẫn chưa chữa khỏi. Tuy nhiên nhìn sắc mặt của thái tử chắc không phải bệnh gì to tát lắm. Dù là như vậy nhưng sao mình cứ có cảm thấy như là song bão sắp đến. Để tiếp đón sứ giả Tây Vực, hoàng cung tổ chức yến tiệc rất linh đình. Sư phụ nhìn kìa, người đó khỏe ghê, người Tây Vực ai cũng cường tráng như vậy sao? Thái tử muốn có góc vóc dáng cường tráng như vậy không? Vi sư có thể giúp người. Hả? Chỉ cần mỗi ngày hoàn thành buổi huấn luyện, vi sư yêu cầu và ăn 20 lạng trắng trứng. Nhớ lại những cực khổ khi luyện tập trong hệ thống. Sư phụ, sắc mặt sư phụ đáng sợ quá, nào ăn, đã ăn đã. Thái tử điện hạ, trước mặt mọi người đừng thất lễ. Sư phụ, lẽ nào người quên rồi, người là lá chắn của Độ Nhi đó, người nhìn bên kia đi. Thái tử điện hạ, vi sư bắt đầu hối hận rồi. Sư phụ à, trên đời này không có thuốc chữa hối hận đâu. À mà sao hôm nay sư phụ lại dùng khăn che mặt vậy? Ta bị nhiễm phong hàn, sợ lây cho các quý nhân ở đây. Vậy sao? Dùng khăn che mặt chính là tránh để mọi người nhận ra. May mà Minh Dị và Minh Loan không tham gia yến tiệc, nếu không thì... Cảm tạ hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dũng sĩ Tây Vực quả nhiên dũng mãnh vô song, ban thưởng. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, trong khung cảnh náo nhiệt thế này, Hồ Địch Nhi cũng muốn nhảy một điệu múa cho mọi người thưởng thức. Tài nhảy múa của công chúa nổi tiếng khắp Tây Vực, nếu công chúa muốn vậy thì có gì mà không được chứ. Hoàng thượng, người nói xem, vậy trẫm cho phép người múa một điệu. Đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng hậu. Nhưng múa một mình thì không thú vị gì cả, chi bằng cho phép tiểu nữ mà một nữ tử trung nguyên cùng múa được không? Sự náo nhiệt trong khung cảnh múa đối ở Tây Vực, ta sớm đã được nghe qua, vậy ngươi muốn mời ai cùng múa đây? Sớm đã nghe nói sư tôn của Thái tử Điện Hạ là một nhân vật thần tiên bất phàm, không chỉ biết tiên pháp mà học thức cũng uyên bác. Đúng đúng đúng, không sai không sai. Lần này ta muốn múa điệu tạ thần khúc lạp khúc tế linh, khúc tế xin thần linh phù hộ cho xã tắc. Nếu cô nương đây đã tự xưng là tiên, vậy nhất định là biết rõ điệu múa này rồi, vậy nên chúng ta cùng múa có được không? Ồ, hóa ra muốn đào hố cho mình ở đây. Cái này tuy sư phụ là người trong tiên đạo nhưng chưa từng nghe nói mọi người biết nhảy múa. Sư phụ, không phải là sư phụ biết múa thật đấy chứ, đột nhiên muốn thưởng thức quá đi. Sao đến thái tử cũng muốn đào hố cho ông ta vậy? Cái tên này có ý sao? Nói đến vậy rồi nếu mình từ chối thì chính là không coi sự bình an của bách tính xã tắc ra gì. Hồ địch nhiên không giống như người có thể nói ra mấy câu này. Vậy thì người giật dây phía sau. Ha ha, là hoàng hậu sao? Dân nữ Hy Nhi tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương. Người có đồng ý múa điệu tạ thần khúc này không? Hoàng hậu nương nương minh giám, dân nữ học trên núi Võ Đan, tuy cũng có điệu múa tạ thần nhưng khác một trời một vực so với điệu múa của Tây Vực. Hơn nữa hôm nay sức khỏe của dân nữ cũng không được tốt. Ý của ngươi là... Nhưng việc này liên quan đến việc tạ ơn thần linh, phúc đức giang sơn bách tính, kính tạ hoàng thượng, hoàng hậu long ân. Hi Hi Nhi bất tài, to gan xin được nhảy múa cùng công chúa, chỉ mong thần linh chiếu cố, bảo vệ quốc thái dân an. Tốt, tiếp theo đến lượt Nguyên Trung Nguyên múa rồi. Nghe nói nàng ta đến từ nhân gian, tu tiên vấn đạo vô cùng siêu phàm, rất được thái tử coi trọng, không biết nàng ta múa thế nào. Hi Nhi cô nương nhảy múa thật khiến người ta mong chờ. Bình Dương hầu đại nhân ngài nói xem Hồ Địch Nhi công chúa và nàng ta đều ai sẽ thắng. Sư phụ, người sẽ múa thật sao? Để bổn thái tử đến diễn tấu cho sư phụ. À không, là diễn tấu cho thần tiên, cho bản dân. Tiểu khấu tử mang nàng lên đây. Đợi mở người thôi sư phụ. Ta múa trước. Điệu múa Tây Vực quả nhiên bất phàm. Ý linh quận chúa múa thì múa thôi, đâu cần phải phân biệt thắng thua gì đúng không? Chỉ có điệu
nhân vật khiến thái tử biết vâng lời như vậy, ác hẳn sẽ có vài điểm gì đó hơn người vậy. Đẹp, một điệu múa tả thần thật đẹp, tựa như tiên nữ hạ phàm cưỡi mây bay về trời vậy, tư thế thoát tục này thật khiến người ta không dám xem thường. Tuyệt đẹp, tuyệt đẹp. Sư phụ giỏi ghê, đẹp quá đi à. Một điệu tạ ơn thần linh, một điệu tạ ơn hoàng ân, chúc hoàng thượng và hoàng hậu đương đương phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Tốt, điệu múa xuất sắc, dáng vẻ bất phàm, trong nhân gian lại có một nữ tử như ngươi thật khiến trẫm kinh ngạc. Người đâu phong thưởng? Thưởng 100 lượng vàng, 10 cuộn tơ lụa, 1 hộp châu báu. Công chúa Tây Vực lại càng diễm lệ hơn người, ngoài thưởng vàng bạc châu báu ra, thưởng thêm 1 con ngựa quý hãn huyết. Hồ Địch Nhi công chúa, người vẫn luôn muốn trẫm ban cho 1 con ngựa quý, giờ thỏa mãn rồi chứ? Hồ Địch Nhi đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng hậu nương nương. Sư phụ đừng buồn bực nữa, mọi người ai cũng biết người muốn đẹp hơn mà, vì quan hệ ngoại giao với Tây Vực nên phụ hoàng không thể không thưởng thêm cho Hồ Địch Nhi mà. Trong mắt Đồ Nhi, sư phụ luôn là tốt nhất, nhất luôn. Đa tạ trái tử điện hạ coi trọng, ta không hề hậm hực. Ta chỉ đang nghĩ vướng mắt của Hồ Địch Nhi công chúa làm sao mới có thể kết thúc đây. Hôm nay thi múa, ngày mai e rằng lại lôi ta đi thi hát, thi cưỡi ngựa cũng nên. Ta cố ý thua nàng ta vẫn hơn, thái tử nghĩ sao? Sư phụ, ý sư phụ là thật ra mấy trò thi thố đó, sư phụ đều nắm chắc phần thắng sao? Ý ta không phải như vậy. Sư phụ nhìn có vẻ khiêm tốn, nhã nhặn, nhưng thực ra lại vô cùng kiêu ngạo. Đến công chúa Tây Vực cũng dám coi thường. Càng tiếp xúc lại càng nhìn không thấu. Sư phụ giống như một ngọn núi cao, trèo lên khó khăn, nhưng lại mãi mãi không biết được trên đỉnh núi tiếp theo sẽ có cảnh sắc ra sao. Sư phụ có thể để Độ Nhi nhìn rõ người không? Nhìn rõ toàn bộ mọi thứ của người, toàn bộ diện mạo của người, toàn bộ sự thật về người. Hiện giờ vẫn chưa được. Càng như vậy Độ Nhi càng tò mò. Không phải sư phụ cố ý đấy chứ? Miệng còn hôi sữa. Không phải đâu sư phụ, Đồ Nhi không còn trẻ con nữa, Đồ Nhi đã 20 tuổi rồi. Công chúa, tức giận với một nữ tử thượng dân như vậy, tự nhiên hạ thấp thân phận của người, chi bằng... Câm miệng! Ngươi thì biết cái gì? Công chúa Tây Vực dám yêu dám hận, không thèm quan tâm lũ tầm thường các ngươi, nam nhân của ta sẽ tự tay đoạt lại. Ha ha ha, tuyệt, tuyệt đẹp. Điểm múa của thượng tiên ngày hôm nay có lẽ đến thượng tiên cũng phải động lòng. Thượng tiên, ta kính người một ly. Bình Dương Hầu quá khen rồi, ta chỉ muốn tạ ơn thần linh thôi, nào ác dám nhận lời khen ngợi. Thượng tiên này, chúng ta đã biết nhau lâu vậy rồi, sao còn nghiêm túc thế? Hầu gia minh giám, Hi Nhi chỉ là một dân nữ ở trong hoàng cung tự biết thân biết phận. Thiên tử ngồi đây, nếu dân nữ thực sự ngạo mạn thì đúng là đại nghịch bất đạo. Kẻ tỉnh táo giống như ngươi, cả cái hoàng cung này cũng không nhiều. Ví dụ như vị thái tử điện hạ đây, sớm đã say bí tỉ rồi. Sư phụ muốn ôm ôm. Tránh ra. Dân nữ thất lễ rồi, mong hầu gia tha tội. Thượng tiên đối với Đồ Nhi của mình đương nhiên là khác rồi, nhưng Nhi lại khác rồi, thật khiến người ta ghen tị. Tên tiểu hầu Nhi lần này đúng là uống say thật rồi. Hay, chẳng có sự vui nữa, ta đi đây. Đêm xuống nhiều sương, hậu gia bảo trọng. Bình Dương Hầu, ngày càng thấy anh ta không hề đơn giản. Tiểu khấu tử, dìu trái tử điện hạ về trước đi. Rõ. Gì vậy? Chuyện gì vậy? Sư phụ mất tích rồi. Vâng, đêm qua sau khi dìu thái tử điện hạ về thì đã không nhìn thấy được thượng tiên đại nhân đâu nữa. Sáng nay nhà hoàng hồn hạ mới phát hiện ra đêm qua thượng tiên không hề về phòng nghỉ. Lập tức đi tìm. Tiểu nhân đã phái người đi tìm khắp cung thái tử rồi nhưng không thấy bóng dáng đâu cả. Tiểu nhân nhặt được cái này trên đường. Trăm cài tóc hôm qua sư phụ cài. Lập tức sai người đi tìm khắp hoàng cung cho ta. Sau đó thì dò la xem động tĩnh của nhóm người Tây Vực đó thế nào rồi. Nhưng mà thái tử điện hạ, chúng tiểu nhân chỉ là thái giám, rất nhiều nơi trong hoàng cung không được vào. Còn về mấy vị khách quý Tây Vực sáng sớm nay đã rời khỏi hoàng cung rồi. Gì cơ? Thái tử điện hạ, tiểu nhân nghe ngóng được rồi. Có tin tức gì chưa? Vật phẩm tiến cống của Tây Vực cho triều đình hôm nay đã đến, tạm thời để ở phủ lễ bộ hoàng ngoài cung, để ý chỉ của hoàng thượng. Rất tốt, chỉ cần chưa ra khỏi Trung Nguyên ta sẽ có cách nhận chặn bọn họ lại. Còn đứng ngay ra đó làm gì, lập tức điều động binh tướng, cùng ta bao vây phủ lễ bộ, cứu sư phụ ra. Nhưng nhỉ cái gì, lê mê, sư phụ đang gặp nguy hiểm. Thái tử điện hạ, chuyện này tiểu nhân thấp cổ bé họng sao có thể điều động binh tướng được.
chi bằng tiểu nhân đi mời Chấn Lâm tướng quân qua đây, người đích thân hạ lệnh với ông ấy được không? Như vậy thì quá phiền, bỏ đi, ta tự đi tìm ông ta. Đấu trường luyện võ. Chấn Lâm tướng quân, tham kiến thái tử điện hạ. Mới sớm ra sao điện hạ lại tới đây thế này? Đừng hỏi nhiều nữa, một người trong cung ta bị mất tích, mau phái mấy trăm binh sĩ cùng ta đi tìm người. Xin hỏi thái tử điện hạ là ai mất tích vậy? Chính là sư phụ của ta đó, chắc chắn là bị đám người Tây Vực đó bắt đi rồi. Đúng là coi trời bằng vung, dưới chân thiên tử cũng dám gây tội ác, lần này phải trị tội thật nặng. Đừng nhiều lời nữa, mau đi thôi. Thái tử điện hạ nói nữ tử đó bị người của Tây Vực bắt đi, vậy có chứng cứ gì không? Chứng cứ gì chứ, kẻ ngốc cũng nghĩ ra được. Hơn nữa nếu không có chứng cứ thì không được xuất binh sao? Chỉ cần lục soát phủ lễ bộ chắc chắn sẽ tìm thấy sư phụ, đến lúc đó nhân chứng vật chứng đều có, còn nói được gì sao? Tuy nói như vậy nhưng Chấn Lâm tướng quân, người muốn nói gì cứ nói thẳng đi. Thái tử điện hạ, quân binh ở đây chính là Ngự Lâm quân. Ngự Lâm quân do hoàng thượng quản lý, nếu không có chỉ thị của hoàng thượng, Chấn Lâm không dám điều động. Sĩ cơ, thái tử điện hạ, sao người không đến tìm hoàng thượng xin chỉ thị trước? Thời gian cấp bách, về phía phụ hoàng xong việc ta sẽ giải thích là được, sao phải câu lệ trình tự như vậy? Chấn Lâm tướng quân không thể linh động chút sao? Thái tử điện hạ xin tha tội, thần là tướng lĩnh binh sĩ, chức trách to lớn, thấy chỉ thị sẽ xuất binh không thể thay đổi. Tại sao người nào người nấy đều như vậy? Đáng ghét. Phụ hoàng đâu? Tôi muốn gặp phụ hoàng. Hoàng cung. Đừng cản ta. Hoàng Di được gạt quấy. Mẫu hậu, Hoàng Nhi muốn gặp phụ hoàng. Phụ thân con phê chuẩn tấu sớ cả đêm, sáng nay sau khi tan buổi chiều đã đi nghỉ rồi. Con có chuyện gì mà lỗ mãn như vậy, muốn kinh động đến phụ hoàng con sao? Mẫu hậu và sư phụ không hợp nhau, nếu mình nói ra sự thật, mẫu hậu nhất định sẽ không cho phép. Vậy đợi phụ hoàng ngủ dậy thì lập tức báo cho ta biết. Tiểu khấu tử, ngươi ở đây đợi. Vâng. Tiểu khấu tử. Hoàng hậu nương nương, xảy ra chuyện gì mà khiến Hoàng Nhi hoảng hốt như vậy? Chuyện này đáng ghét. Nếu phụ hoàng cũng không đồng ý, mình sẽ tự đem theo đám thị vệ của thái giám, đám thị vệ thái giám của mình đi. Chỉ là trên dưới trong cung thái tử tính cả cung nữ nữa, còn chưa đến 50 người, sao có thể đến chỗ đám người Tây Vực đó? Liệu có đánh trắng động cỏ không? Nếu không thể bao vây phủ đệ, cho khống chế cổng thành, đối với phương sẽ đưa sư phụ đến nơi khác, thì mình biết đi đâu mà tìm. Nếu chó cùng dứt dậu khiến sư phụ bị thương, há chẳng phải là càng tệ hơn sao? Nhưng trên dưới hoàng cung này không có mệnh lệnh của phụ hoàng, mình không thể điều động binh lính được. Cái danh thái tử này giống như ngậm thìa vàng, người người kính trọng, nhưng bây giờ lại chẳng có tác dụng gì. Làm sao mới được đây? Sư phụ, Hiên Nhi, người vẫn ổn chứ? Tân Nhi, mới sáng sớm thế này cháu đến đây làm gì thế? Cậu, hóa ra là vậy. Theo như cháu nói thì quan sát hành động của đám người Tây Vực đó, chắc chắn là bọn họ đã bắt thượng tiên đi rồi. Nhưng mà chắc Chấn Lâm sẽ không xuất binh nếu không nhìn thấy chỉ thị của phụ hoàng, lại thêm bị mẫu hậu ngán chân nữa. Ngán chân gì chứ, phụ hoàng cháu gần đây sức khỏe yếu đi, chuyện của con này của cháu là hoàng hậu cản là đúng rồi. Sư phụ gặp nạn trong cung mà coi là chuyện của con sao? Dân nữ hèn hạ làm gì có tôn quý chứ. Cậu, tự nhiên cả xấu làm lạng cung thái tử chính là coi thượng thái tử, cũng không có coi uy nghi của hoàng cung ra gì. Thân là thống soái bộ lệnh bộ binh, ta có lý do để nghi ngờ đêm qua có kẻ xấu có ý xâm hại thái tử. Còn dân nữ tên Hy Nhi kia bị phá vỡ âm mưu của bọn chúng nên mới bị bắt đi, cũng coi như có công lớn bảo vệ thái tử. Thái tử điện hạ trái tim nhân hậu, lại căm thù cái ác, đối với loại tử nhân ngang nhiên khiêu khích tôn nghiêm của hoàng gia thế này phải điều tra và trừng trị thật nghiêm. Đúng lúc vừa mới nhận được giấy báo, nó có một kẻ xấu giấu mặt xuất hiện ở gần khu vực khách quý Tây Vực đang nghỉ ngơi. Để bảo vệ cho sự an toàn của khách quý, ta đồng ý xuất 200 vạn binh bao vây phủ lễ bộ, không thể để cho kẻ xấu thực hiện được ý đó, được ý đồ bảo vệ an toàn cho khách quý Tây Vực. Chuyện cấp bách, đây là binh phụ của ta, lệnh trên Ngự Lâm quân tướng quân Chấn Lâm lập tức hành động không được chậm trễ. Nếu bị khách quý nào bị mất tích hoặc bị thương, ta sẽ hỏi tội ngươi. Rõ, Bình Dương hầu đại nhân. Chấn Lâm lĩnh chỉ. Tân Nhi, như này sẽ không có ai dám ngăn cản. Tân Nhi, đang nghĩ gì vậy? Chấn Lâm thống lĩnh quân binh quả là lợi hại. Đó là điều đương nhiên, đây là lão tướng tam triều, năm xưa đánh trận cùng với hoàng phủ tướng quân, bị phụ hoàng cháu hạ lệnh ép mỗi ngày đều phải đến dạy công phu võ thuật cho cháu, đúng là dùng người tài không đúng chỗ mà. Đừng nói mấy chuyện này nữa, cháu không đích thân đi đón sư phụ mình về sao? Hả?
Đi chứ đi chứ, đương nhiên là phải đi rồi. Sư phụ đột nhiên đến đây. Có điều sự việc đã trải qua một đêm, không biết vị thượng tiên đến giờ thế nào rồi. Cô công chúa Tây Vực đó nổi danh tính khí nóng nảy. Thượng tiên ơi là thượng tiên, lần này rốt cuộc ngươi là tiên hay là người thì sẽ biết ngay thôi. Quay ngược thời gian vào đêm qua, phủ lễ bộ. Mở ra. Vâng. Nữ tử Thảo Nguyên bộ ta lớn lên trên lưng ngựa, dùng tay không quyết đấu với sang lan sói. Một tỷ nữ như trong cung như ngươi dựa vào cái gì mà đòi đấu với ta? Một nữ tử trung nguyên ngu ngốc, để ta nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt lo sợ của ngươi đi. Hóa ra là Hồ Địch Nhi công chúa. Triệu kiến trong đêm muộn thế này, tiểu nữ chuẩn bị không được chu toàn, e rằng đã thất lễ đón tiếp khách quý không được chu đáo, xin được lượng thứ. Không hổ là sư phụ của thái tử, cũng có chút dũng khí đấy. Ngươi đã nhịn hành lễ như vậy, nếu ta không đáp lễ thì thật là không văn minh chút nào. Người đâu, ban ghế. Minh Châu. Vâng. Sư phụ của thái tử, mời ngồi. Đa tạ công chúa. Xem ngươi còn có thể xả vờ đến lúc nào. Sư phụ của thái tử, xin hỏi họ tên là gì? Chỉ là một dân nữ, sao dám nhận làm sư phụ? Tiểu nữ Hi Nhi tham kiến công chúa đại nhân. Sao dân nữ lại không thể làm sư phụ được? Dũng sĩ được mọi người tôn kính nhất ở chỗ chúng ta đều là những thợ săn không tiếng tăm gì. Người Tây Vực chỉ coi trọng thực lực không màng xuất thân, nào giống người Trung Nguyên các ngươi lắm lễ nghĩa như vậy, làm bộ làm tịch thật khiến người ta ngứa mắt. Hồ Địch Nhi công chúa là nền dân nữ xin khắc sâu trong lòng, nhưng nếu thật sự có thể đối xử người bình đẳng, người người như nhau, vậy thì sao trên thế gian này vẫn còn phân chia tầng lớp? Đến lúc đó, công chúa sao có thể là công chúa, nô lệ sao có thể vẫn mãi mãi là nô lệ? Công chúa nếu không phải ỷ vào thân phận sao có thể nửa đêm đến thăm hỏi, cưỡng ép bắt người thế này? Nếu không phải công chúa đã thăm dò được tiểu nữ chỉ là một dân nữ không quyền không thế, sao dám to gan làm loạn trong cung chứ? Nói trong lòng công chúa, nói cho cùng trong lòng công chúa tự phân cao thấp không phải sao? Ngươi... Đương nhiên tiểu nữ cũng không trách công chúa được. Đừng nói hiện tại, nhiều trăm nghìn năm sau thì sự phân chia cao thấp này cũng không hề biến mất. Theo đuổi danh lợi coi thường người khác vốn là bản tính trời sinh. Vừa hiểu nàng ta đang nói gì lại cũng như không hiểu gì. Hờ, không hổ là thượng ti mờ mép của lanh lợi lắm. Bốn công chúa không chơi trò giả tạo với ngươi nữa. Ngươi đâu? Mấy thứ này cho ngươi hết. Chỉ cần làm thái tử quên ngươi sau đó rời khỏi đây. Xì cơ, còn chơi ít sao? Vậy con ngựa quý hãng khí kia cũng cho ngươi luôn, đó là con ngựa mà ta thích nhất, lần này thỏa mãn rồi chứ. Ngươi sao vậy? Điên rồi, thật không thể ngờ phát ngôn tổng tài bá đạo lần đầu tiên mình nghe thấy tới từ khi xuyên không tới đây lại thốt ra từ một người phụ nữ. Công chúa điện hạ, tiền bạc khó mua được lòng người, thứ cho tiểu nữ không thể đồng ý. Ngươi quyết tâm tranh giành thái tử với ta sao? Thật ra tiểu nữ và thái tử điện hạ không hề có tình cảm nam nữ. Ngươi nghĩ ta ngu sao? Tình cảm nam nữ có thể từ từ bồi đắp. Ngươi và thái tử ngày đêm ở bên nhau, thái tử không hề nhìn nữ nhân nào khác ngoài ngươi. Chỉ cần ngươi có ở đó, thái tử sẽ không bao giờ thích ta. Vì vậy ngươi hãy đi đi, nếu không ta sẽ thực sự dùng quy tắc trên thảo nguyên để đối phó với ngươi đấy. Công chúa đại nhân đúng là một người hiểu lý lẽ mà. Dân nữ mạo muội hỏi một câu, quy tắc trên thảo nguyên là gì vậy? Nữ tử thảo nguyên dựa vào thực lực để theo đuổi tình yêu, hai bên dựa vào quy tắc thảo nguyên quyết chiến, người thua sẽ lùi bước. Nội dung quyết chiến bao gồm bán ngựa, bán cung, cưỡi ngựa, săn sói. Mình biết ngay mà. Thế nào, bộ dạng như ngươi nếu quyết đấu với ta chắc chắn sẽ bị sói ăn thịt. Cần tiền hay là cần mạng sống, ngươi tự chọn đi. Tiểu nữ không biết cưỡi ngựa cũng không biết bắn cung, chứ đừng nói đến chuyện săn bắt một con sói. Cái này đúng quá mà, sáng suốt đấy. Tuy nhiên, tiểu nữ cũng không thể rời xa thái tử được. Vậy nên nếu công chúa đại nhân cứ khăng khăng bắt tiểu nữ lựa chọn, tiểu nữ Hy Nhi chỉ còn cách tiếp nhận lời mời quyết đấu của công chúa đại nhân mà thôi. Không có thời gian lề mề đâu, bắt đầu luôn đi. Bắn cung trong đêm, độ khó này công chúa có phải hơi mạo hiểm không? Sáng sớm ngày mai thái tử nhất định sẽ phát hiện đã. Nhân lúc chưa đến làm khó dễ phải xử lý cho gọn nữ nhân này, tránh để đêm dài lắm mộng, xả quyết ngay bây giờ vẫn hơn. Hơn nữa bắn cung trong đêm đi, đến ta còn thấy khó khăn, chứ đừng nói đến một tiểu dân nữ sức trói gà không chặt kia. Vậy thì cuộc thi bắt đầu. Tuyệt vời, không hổ là công chúa Tây Vực của chúng ta, thị lực thật khiến người ta kính phục. Đến lượt ngươi rồi đấy, ngươi có cầm nổ mũi tên lên không đấy? Khỏe hơn so với mình tưởng tượng.
nặng quá kéo không nổi, giật hết cả mình. Công chúa điện hạ, tiểu nữ thế lực không tốt, mong công chúa chăm chước, cho phép tiểu nữ dùng cách thức chu toàn hơn. Tiểu nữ có một chiếc nỏ bắn cung, đều có thể dùng nó để thi đấu hay không? Cách thức chu toàn gì cơ? Đây chẳng phải là ám khí thường gặp sao? Loại mũi tên này vô cùng nhỏ, khoảng cách phóng tên cũng ngắn, khoảng cách này e rằng mũi tên bắn ra đến tấm bia cũng không chạm tới nổi. Bắn cung thường cung dùng cung mà bản thân hay dùng cũng là điều đương nhiên. Ngươi dùng đi, đa tạ công chúa. Vậy thì chuyện này sao có thể? Khoảng cách xa như vậy sao cái nỏ đã để bắn tới được? Hơn nữa tốc độ phóng tên này. À, nỏ của ta vì phát huy lực lớn hơn bình thường đã bị vỡ sao? Tiêu tốn không ít sức hấp dẫn trong hệ thống mới mua được chiếc nỏ có tầm bắn mang tia hồng ngoại này. Thái tử hay là thế tử, nếu không chinh phục được ngươi thì ta lỗ to rồi. Đây thật sự chỉ là chó ngáp phải ruồi sao? Nghĩ thế nào cũng không ngờ lại thua cô ta trong trò bắn cung. Không sai, chắc chắn là chó ngáp phải ruồi rồi. Tiếp đến là cưỡi ngựa, ta nhất định sẽ không thua đâu. Công chúa cố lên, công chúa là giỏi nhất. Khắp tay vực này kỹ thuật cưỡi ngựa của ta không ai sánh bằng. Công chúa điện hạ quá là lợi hại, sợ đến lượt ngươi rồi. Lần này xem ngươi làm thế nào. Thật ra tiểu nữ không hề biết cưỡi ngựa, nên tiểu nữ nhận thua. Nếu ngươi đã không biết sao không nhận thua ngay từ đầu, sao cứ phải đợi ta cưỡi ngựa lâu như vậy mới? Khó có dịp nhìn thấy tư thế cưỡi ngựa đẹp đẽ của công chúa Tây Vực, dân nữ vừa mừng vừa lo, chỉ biết thưởng thức quên mất chuyện này, mà công chúa lượng thứ. Cứ cảm thấy như đang bị bỡn cợt vậy. Vậy thì tạm thời hòa nhau, tiếp đến là săn bắt sói, bắt đầu lại từ điểm xuất phát rồi. Công chúa điện hạ, đêm tối nhiều sương đi săn từ bây giờ sao? Ngươi, có phải ngươi đã sớm tính toán muốn kéo dài thời gian đến khi trời sáng để đợi thế tử đến tìm ngươi đúng không? Dân nữ không dám. Đáng tiếc kế hoạch của ngươi sụp đổ rồi. Người đâu, thả sói ra. Cái gì vậy, nuôi sói trong vườn luôn sao? Sự dũng cảm của cô công chúa này đúng là có thể sánh với người Nga đương thời. Còn một điều mong công chúa giải đáp cho, cái gọi là săn bắt sói là bắt rồi giết, hay là dùng mưu trí bắt lại, hay là thu phục nó? Cái đó hả? Nghe nói kẻ mạnh có thể dùng ánh mắt khiến sói phục tùng, kẻ yếu hơn có thể dùng mưu trí để bắt sói mà không làm bị thương đến một sợi lông của nó. Bị sói tấn công không còn cách nào là phải giết nó thì đó là kẻ kém cỏi. Nhưng sói vốn hung dữ không dễ bắt được, chứ đừng nói đến chuyện dùng ánh mắt thu phục. Vậy nên đến cuối cùng cứ so sánh xem ai là người có bắt, là người bắt được sói mà ít gây tổn hại đến nó nhất là được. Hóa ra là vậy, đừng lê mê nữa, bắt đầu đu đi. Thả sói. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, suy nghĩ kỹ rồi chứ. Đây là sói sống trên thảo nguyên, một khi đã thả ra khỏi lồng, tuyệt nhiên sẽ không có cơ hội sống sót trở về. Từ nhỏ ta đã đi săn, ta chẳng có gì phải lo lắng cả, nhưng ngươi chỉ là một nữ tử tầm thường. Ta tại công chúa điện hạ quan tâm, dân nữ đã hạ quyết tâm rồi. Ngươi thích thái tử đến vậy sao? Thích đến mất mạng sống không cần nữa. Nếu công chúa cho rằng như vậy cũng được, nếu để mất đi thái tử tiểu nữ cũng sẽ chết. Cái hệ thống dở hơi này đều là lỗi của mày đấy. Ngươi, vậy còn công chúa điện hạ thì sao? Thì sao cái gì? Ngươi thật sự thích thái tử à? Hả? Ngươi và thái tử điện hạ chỉ gặp nhau có vài lần liền thích rồi sao? Công chúa điện hạ chắc cũng biết cảm xúc đầu tiên có lẽ chưa chắc đã đúng. Có lẽ đó không phải là thích, đó chỉ là một kiểu tán thưởng, một kiểu ái mộ, một kiểu công nhận. Tình yêu sét đánh thì dễ, nhưng muốn lâu bền lại vô cùng khó. Ta biết ngươi định nói gì rồi. Tuy nhiên nam nhân mà nữ tử thảo nguyên tỉnh nhìn trúng thì sẽ không có chuyện nhường lại đâu. Dù sao này trái tử có thích ta hay không, ta yêu chàng kính chàng, xin tiểu hoàng tử cho chàng, chẳng phải là được sao? Đây chính là quy tắc trên thảo nguyên. Vậy thì đợi công chúa điện hạ thực sự trói buộc được thái tử, nhưng phát hiện ra con người thực của thái tử không sống với vẻ bề ngoài, không chỉ có vô số khuyết điểm, nói không chừng đó cũng có vấn đề. Nói không chừng thái tử vừa hay là loại người mà công chúa khinh thường, thế thì sẽ thế nào? Người đang nói gì vậy? Công chúa điện hạ đến tự tay vực khác một trời một vực so với nữ tử Trung Nguyên, tiểu nữ mới nói những lời từ đáy lòng như vậy. Tình yêu sét đánh của công chúa không hề đủ, huống hồ những cặp phu thê còn chưa hề gặp mặt nhau kia. Ở Tây Vực, các người có quyền lựa chọn nam nhân. Nhớ Trung Nguyên rất nhiều nữ tử trước khi xuất giá, đến khuôn mặt phu quân ra sao cũng không hề hay biết. Trong lòng hắn đều có hài lòng với nữ tử vừa mới cưới về hay không. Công chúa điện hạ nghĩ chỉ cần yêu phu quân, kính phu quân là có thể hạnh phúc cả đời. Nhưng lại không biết,
phu quân liệu có yêu người kính người hay không? Ngươi, ngươi nói như lời sằng bậy như vậy rốt cuộc là muốn nói gì? Nhân nữ chỉ hy vọng công chúa Điện Hạ có thể khác xác nhận lại tình cảm của mình đối với thái tử, suy xét cho kỹ lưỡng bản thân và những người thân phía sau người. Tuy nói Tây Vực và Trung Nguyên cách xa bằng hữu nhưng cũng chỉ là chuyện mấy năm nay thôi. Một khi công chúa Điện Hạ được gả vào hoàng thất, liền phải từ bỏ Thảo Nguyên, từ bỏ người tốt, thậm chí phải từ bỏ cả roi da và giày. Từ đó về sau, người phải học là một nữ tử Trung Nguyên, là một hoàng phi đứng ngồi ngay ngắn, cười không hở răng. Còn phu quân của người sẽ có rất nhiều nữ nhân, người không có quyền cấm cản, bởi vì người một thân một mình sống nơi đất khách, lại không có ai để dựa vào. Và nếu người có chút bất mãn liền mang tội mạo phạm phu quân, liền phá hỏng mối kết giao giữa hai nước. Giờ đang hòa bình còn tốt, một khi chiến tranh nổ ra, người và những đứa con tương lai của người sẽ trở thành con tin tốt nhất. Công chúa Điện Hạ tình yêu sét đánh của người không chỉ đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm mà còn đặt đất nước của mình lên lò lửa lớn. Người còn cho rằng đây là chuyện tình lãng mạn đáng để hy sinh tính mạng nữa không? Còn dân nữ, nếu rời xa thế tử lập tức sẽ bị giết chết. Vậy nên tiểu nữ mới ở đây thi đấu cùng người, vì tiểu nữ không còn đường lui nữa rồi. Thả sói đi công chúa Điện Hạ. Ngươi, nhà ngươi, ngươi cho rằng ta không giáo sao? Mở lòng, thả sói. Sức của sói vượt xa với con người, mũi tên tiếp theo buộc phải bắn trúng, nếu không mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Để nào, đèn ta đã bị. Nhất định là mình bị mù rồi. Chuyện gì đã diễn ra vậy? Chúng thần cũng không biết nữa, rõ ràng nhìn thấy con sói đã định nhảy lên vồ rồi, nhưng đột nhiên liền thành ra như vậy. Đừng quấy đầy ta. Nhìn con sói của người đó, lại nhìn lại con sói này, đây chẳng phải là yêu thuật sao? Không thi nữa. Công chúa Điện Hạ, người đã dùng yêu thuật gì? Chuyện này có lẽ là do tiểu nữ khá được động vật yêu quý. Nạt ta, rõ ràng là đang bỡn cợt ta. Trời sáng rồi, cẩn thận. Là ai đã bắn tên? Không phải thần, cũng không phải thần, mũi tên này khá nặng, là có ai đó phóng từ xa đến. Kỹ thuật bắn tên của người này không thua kém gì công chúa. Xem ra người quan tâm ngươi cũng không ít. Vừa rồi tại sao lại cứu ta? Nếu công chúa chết, tiểu nữ chắc chắn cũng không thể sống sót. Tiểu nữ chỉ cứu bản thân mình thôi. Nói thẳng ra như vậy không nhân cơ hội nói mấy câu nịnh nọt là muốn ta thả người về sao? Công chúa là nữ vương, đương nhiên sẽ nói lời giữ lời. Vòng này tiểu nữ thắng rồi. Xong việc rồi, tiểu nữ cáo từ. Công chúa vừa thực sự thả nàng ta đi như vậy sao? Nữ tử này không tầm thường, nếu ta lật lọng há chẳng phải là kẻ tiểu nhân sao? Thực ra mấy lời nàng ta vừa nói nghĩ kỹ cũng rất có lý. Nếu ta đối với thái tử đúng là tình yêu sét đánh, nhưng loại tình yêu này thực sự thắng nổi hiện thực sao? Mẫu hậu thường nói, những người yêu nhau cũng chưa chắc sẽ được ở bên nhau, có lẽ sau khi ở bên nhau ngược lại là không còn yêu nữa, chỉ vì hiện thực tàn khốc, chỉ sống vì tình yêu là điều hoang tưởng. Có lẽ lưu giữ lại khoảnh khắc rung động hoang tưởng cuối cùng này lại là kết thúc tốt đẹp nhất. Thái tử không thích hợp là một phu quân hoàn mỹ của ta, nhưng trong ký ức của ta, chàng là người hoàn mỹ nhất. Có thể nhìn thấu mọi thứ như vậy, rốt cuộc nàng ta đã phải trải qua những chuyện gì? Bốn công chúa ta ngày càng tò mò đối với Trung Nguyên rồi, sau này năm nào ta cũng đến đây chơi, không ai được cản ta hết. Tiêu An Tạng thoát khỏi đây rồi, quả nhiên là người. Ý Linh quận chúa. Ồ, sao ngươi đoán được là ta vậy? Nhìn thấy ta mà không kinh ngạc chút nào, chứ không phải là đang giả vờ đấy chứ. Mũi tên Ý Linh quận chúa từng suýt bắn trúng tiểu nữ, mũi tên lúc đó và mũi tên vừa rồi giống hệt nhau. Chi tiết nhỏ vậy cũng chú ý đến, ngươi quả không tầm thường. Được rồi, người cũng được cứu rồi, mau trở về thôi, lên ngựa. Quận chúa này nhanh chân hơn thái tử, thật khiến tiểu nữ thích kinh ngạc. Ha ha, vừa mới sáng sớm thái tử đã làm ầm ĩ trong cung rồi, Bình Dương hầu đưa huynh ấy đi điều động binh tướng, chuẩn bị bao vây phủ Lễ Bộ đó. Trong cung vốn nhiều quy tắc, ta nghĩ chi bằng để ngươi nợ một ân tình, liền đến đây trước. May mà đến kịp, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi. Quận chúa. Thật ra tiểu nữ đã hình dung rất nhiều về cảnh tượng mình được cứu, nhưng thế nào cũng không ngờ rằng người đến cứu tiểu nữ đầu tiên lại là quận chúa. Sao lại không được? Ngươi là người trong lòng thái tử ca ca, ta giúp thái tử ca ca, huynh ấy cũng sẽ có cách nhìn khác với ta. Vậy sao? Theo tư duy, suy nghĩ của người bình thường, tiểu nữ chết chẳng phải sẽ nhổ được cái gai trong mắt sao? Trừ khi
người quận chúa thích thực ra không phải là thái tử. Hừ, chẳng hiểu người đang nói gì. Ta và thái tử ca ca là hoàng hậu đương đương đích thân mai mối đó, sao ta lại không thích trái gửi ca ca được chứ? Chính vì như vậy nên quận chúa mới không dám tỏ vẻ phản đối một cách quang minh chính đại, bên ngoài còn phải giả vờ vui vẻ tiếp nhận nữa. Tùy ngươi, nghĩ sao thì nghĩ. Ngươi cứ nghĩ linh tinh đi, ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Quận chúa. À, cuối cùng họ cũng đến rồi. Ý Linh và cả Thượng Tiên nữa. Dừng lại. Thượng Tiên, ngươi không sao chứ? Làm phiền Bình Dương hầu đại nhân rồi, tiểu nữ vẫn ổn. Không sao thì tốt rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, cháu trai quý của ta chắc lực tung cả tường của ta lên mất. Đã về rồi, về đã rồi nói, mau lên, mọi người hộ tống Thượng Tiên trở về. Lần này đa tạ Ý Linh quận chúa giúp sức, bổn hậu thay mặt thái tử điện hạ đa tạ quận chúa. Đâu dám đòi thái tử thưởng gì, chi bằng Bình Dương hầu đại nhân tặng đi ta mấy bữa dạy bắn cung được không? Quận chúa à, nếu người còn học nữa, sư phụ dạ ta đây chắc sẽ bị đám đồ đệ đánh chết mất. Chuyện đó ta không quan tâm. Đi thôi. Ừ. Đã tìm thấy người, về thành. Rõ. Tiểu nữ luôn cho rằng Bình Dương hầu đại nhân an nhàn thoát tục, hôm nay nhìn vậy lại thấy, đã thấy khí phách phi phàm. Cái này ngươi không biết rồi, Bình Dương hầu xuất thân quân ngũ, những binh sĩ hiện giờ phân nửa là do ngài ấy dạy dỗ. Năm đó ngài ấy đem binh đi hộ xá, giết chết loạn thần hành thích hoàng thượng, có thể coi là một đại tướng quân. Chỉ là tính cách ngài ấy nhàn nhã, không thích quản việc, nhìn có vẻ rất không tin tưởng được. Ha ha, hóa ra là vậy. Hoàng cung. Sư phụ. Sư phụ, người không sao chứ? Ừ. Thái tử điện hạ, ta không sao, sau khi về cung ta sẽ kể chi. Người không sao là tốt rồi, Đồ Nhi còn cho rằng sẽ không được gặp lại sư phụ nữa. Thái tử, không sao, ta không sao. À dạ, không nhìn nổi nữa rồi, để hoàng tỷ đau đầu tiếp thôi, ta đi đây. Hi hi, vậy ta cũng đi đây. Khó khăn lắm mới cứu được sư phụ về, còn cho rằng sẽ được ăn mừng một bữa nữa. Sao giờ ta lại phải ngồi đây viết bản kiểm điểm thế này chứ? Sư phụ có thể tỏ ra như một nữ tử bình thường, bị dọa đến sợ phát khóc, để Đồ Nhi trì hoãn mấy hôm được không? Không được, thái tử điện hạ, qua chuyện lần này lẽ nào người không học được điều gì sao? Viết bản kiểm điểm tổng kết lại là việc rất quan trọng. Tham kiến thái tử điện hạ, người tên là gì? Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ Ngụy Đức Trung. Ồ, Ngụy Đức Trung, người làm thị vệ ở chỗ ta bao lâu rồi, giờ đang giữ chức vụ gì? Tiểu nhân là đội trưởng đội thị vệ, đã làm trong cung thái tử 5 năm rồi. 5 năm? Lâu vậy sao? Vậy là từ lúc bổn thái tử còn nhỏ người đó ở đây rồi. Tiểu nhân có phúc được hầu hạ thái tử nhiều năm nay. Ừ, điều ta tò mò chính là việc ngươi bình an vô sự sống mấy năm nay, quả là may mắn. Ờ, thuộc hạ ngu dốt không hiểu ý của thái tử điện hạ. Ngươi xem, thích cách có thể quang minh chính đại vào hậu viện hoa viên của ta bắt người đi. Lúc đó ta say túy lúy, nếu không phải thích cách nương tay thì ta sớm đã đi gặp Diêm Vương rồi. Nhớ lại mấy năm này cũng khiến ta thấy toát mồ hôi hột. Thái tử điện hạ, chuyện này hôm đó chỉ là sự cố ngoại ý muốn, đêm đó đúng đêm thuộc hạ nghỉ trực cho nên. Nói như vậy ngươi cũng thừa nhận là có thích khách rồi sao? À, Ngụy Đức Trung, ngươi lo là chức trách, suýt nữa hại chết thái sư. Lại không biết hối cải, ta nghi ngờ ngươi lại gian tế như thích khách phái đến. Người đâu, lôi hắn xuống, lượn theo tội trạng, đáng mưu nghịch mà xử lý hắn. Xì cơ, oan uổng quá. Các người còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau nghe lệnh, muốn chịu phạt cùng hắn sao? Tiểu nhân không dám. Thái tử điện hạ, tha mạng nô tài biểu oan. Nhìn ngươi trông lạ quá, ngươi tên là gì? Tiểu nhân tên là Lưu Lễ, là thị vệ mới được phái tới. Thái tử điện hạ, thiên tuế, thiên tuế. Lưu Lễ, từ bây giờ chức vụ đội trưởng đội thị vệ của Ngụy Đức Trung sẽ do ngươi đảm nhiệm. Chuyện này, vâng, tạ ơn thái tử điện hạ, tạ ơn thái tử điện hạ. Lùi xuống cả đi. Vâng, tiểu khấu tử, người lại đây. Vâng, thái tử điện hạ, có gì sai bảo? 10 tuổi người đã theo hầu ta cũng coi như tài tâm phúc cận kề nhất của ta nhỉ. May mắn được hầu hạ thái tử điện hạ là phúc của tiểu nhân. Ta nhớ người còn một tiểu muội ở quê, từ nhỏ người đã phải xa gia đình, phụ mẫu qua đời vì bệnh tật, người vì muốn có tiền nuôi tiểu muội nên mới tịnh thân vào cung. Vâng, thì đã thái tử điện hạ vẫn nhớ những điều nhỏ nhặt này. Tiểu muội người vẫn khỏe chứ? Lệnh muội vẫn an ổn, nay đã xuất giá, hiện đang mang thai 3 tháng rồi ạ. Nhờ có hoàng đế bệ hạ che chở, hương hỏa nhà tiểu nhân vẫn còn người kế tục. Đúng vậy, nhờ có hoàng đế bệ hạ che chở, bà ta sẽ là hoàng đế tương lai, ngươi hiểu rồi chứ?
Tiểu khấu tử, tiểu khấu tử nhất định sẽ không tiếc thân mình nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng, toàn tâm toàn ý hầu hạ thái tử điện hạ. Tiểu khấu tử, đây là 10 lượng vàng, ngươi cầm lấy đưa cho lệnh muội đi. Ngoài ra còn một việc nữa, ngươi hãy làm cho tốt việc này. Thái tử điện hạ có việc gì phân phó? Ngươi hãy để mắt đến đám thị vệ, cung nữ và toàn bộ thái giám trong cung giúp ta. Nghiệp xem bọn họ nghĩ thế nào về chuyện của Ngụy Đức Trung. Suy nghĩ của mỗi người như thế nào ngươi đều phải nắm rõ cho ta. Còn nữa, tìm hiểu xem lai lịch của Lưu Lễ thế nào. Vâng, thái tử điện hạ. Tiểu khấu tử, tiếp chỉ. À, chán quá, ta đến khu ngoại thành. Ngoại hoàng thành này không biết bao nhiêu lần rồi, ngắm đến phát chán cả rồi. Sư phụ, hay là lần sau ta đến bãi hồng tủ với ta một chuyến đi. Nghe nói các cô nương ở đó xinh đẹp lắm. Được. Ồ, thế mà sư phụ cũng không giận á. Đúng là trong lòng sư phụ chẳng có ta gì cả. Hiếm khi thái tử làm nũng với hoàng hậu mới đổi lại được 3 ngày ra khỏi hoàng cung, chứ không phải chỉ đến đây ngắm mấy cảnh sắc lỗi thời đấy chứ. Chuyện đề tài nhanh thật ha, chẳng gì giấu được sư phụ cả. Thật ra ta cảm thấy bí bách nên mới ra ngoài thăm thú thôi, nhân tiện dọn dẹp cung điện một chút. Những người vừa được đọc tên lần lượt đến phòng kính sự báo cáo, sau này hầu hạ chủ nhân mới cũng phải chu đáo cẩn thận như hầu hạ thái tử điện hạ. À, tiểu khấu công công, ngài đang nói gì vậy? Thái tử điện hạ muốn đuổi hết chúng tôi đi sao? Mong công công nói giúp chúng tôi mấy câu. Công công minh giám, chúng tôi đeo hầu thái tử điện hạ đã lâu, sợ bị điều đi, há chẳng phải chứng minh chúng tôi vô dụng sao? Im lặng, mệnh lệnh của thái tử điện hạ kẻ nào dám chống lại? Ý chị đã rõ, các người không bị xuống tiếp chỉ, ngược lại còn tỏ ý bất mãn, xem ra thái tử điện hạ nó không sai, ngày thường đã quá luôn chịu các ngươi rồi, vì vậy nên lúc thích cách các ngươi mới không biết gì như vậy. Không biết gì như đám nô tài như vậy, thái tử điện hạ sao có thể dùng chứ? Còn làm bộ làm tịch không chịu rời đi, lẽ nào muốn bổn cung hỏi tội đến cùng, chặt đầu toàn bộ thị vệ cung nữ trực đêm hôm đó sao? Chuyện này thái tử trước đây dễ tính qua loa, lẽ nào lần này giận thật rồi sao? Bổn cung cũng vì muốn tốt cho các ngươi nên mới nói tốt cho các ngươi. Chỉ điều chuyển các ngươi đi nơi khác, các ngươi còn không biết cảm ơn sao? Chuyện này, cảm tạ ân huệ của thái tử điện hạ, cảm tạ ân huệ của khấu công tông, của khấu công công. Cứ như vậy những kẻ hai lòng không phục thái tử đều bị đuổi đi, chắc hẳn vẫn còn cá lọt lưới, chỉ còn cách từ từ điều tra thôi. Khấu công công, đây là thị vệ và cung nữ mới được điều đến mời ngài tiếp quản. Được, những người mới điều đến đều cùng quê quan biết với ta, ta biết rất rõ. Thái tử điện hạ mong muốn trong cung thái tử đều là những người mà thái tử có thể dùng được. Lần trước thượng tiên mất tích khiến thái tử vô cùng tức giận, thậm chí làm ra bao nhiêu chuyện khó mà tưởng tượng. Xin thứ tội cho tiểu nhân nhiều lời. Sức ảnh hưởng của vị thượng tiên này đến thái tử điện hạ ngày càng lớn. Hoàng nhi muốn làm gì thì cứ để nó làm, người chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được. Vâng, hoàng hậu nương nương, nô tài cáo từ. Sức ảnh hưởng sao? Trước mắt thì sức ảnh hưởng về mặt tích cực vẫn nhiều hơn. Nếu không sao bổn cung có thể để nàng ta sống đến tận giờ? Thái tử muốn trở thành hoàng đế thực thụ phải biết tất phải biết chấp nhận mất mát. Dân nữ này chính là thứ mất đi tốt nhất. Sư phụ nhìn kìa, người đó chính là tiểu muội của tiểu khấu tử. Ồ, hắn nói muội muội hắn hiện đang ở quê nhà Kỳ Lâm, thế mà ta lại thấy nàng ta ở ngay ngoài hoàng thành, dùng người 10 năm nhưng vẫn không thể khiến hắn thành thật, thẳng thắn với mình. Bổn thái tử có phải có chút đáng thương không? Tương lai thái tử chính là người kế vị, thiên hạ này đều là của người, sao lại phải buồn chứ? Thiên hạ tuy lớn nhưng lại không có nổi một kẻ trung thành, một thân vinh hoa nhưng lại không có người thật lòng tin phục. Tuy rằng ta vốn chẳng muốn làm một hoàng đế người người ngưỡng mộ, nhưng sao trong lòng lại có chút khó chịu thế này? Chắc do thái tử sớm đã trưởng thành, nhưng mọi người lại vẫn coi người như một đứa trẻ. Coi như đứa trẻ, câu này quá đúng. Hay, ngột ngạt quá. Thái tử điện hạ, rõ ràng thông minh nhanh trí, chắc cũng biết nguyên do vì đâu đúng không? Đương nhiên ta biết, không gây đó sẽ không gặp rắc rối, nhưng đây chính là tính cách của ta. Ta không muốn gánh trách nhiệm, cũng không muốn đấm đá chém giết lẫn nhau. Ta cũng ghét mưu mô tính toán, ghét rối loạn, ghét tranh giành cấu xé. Vậy nên ngay từ đầu ta chỉ muốn làm một thái tử tiêu diêu tự tại mà thôi. Thiên hạ chẳng phải đã có phụ hoàng ta gánh vác rồi sao? Vậy sao lần này thái tử điện hạ lại muốn chỉnh đốn trong cung? Tại sao ta lại làm như vậy, sư phụ? Lẽ nào người không rõ sao? Thái tử cảm thấy Bình Dương Hầu là người như thế nào? Sư phụ, người đúng là biết cách phá hỏng không khí. Sao đột nhiên lại nói đến cậu của ta vậy? Hỏi vừa thôi. Được, để ta nghĩ xem. Con người cậu ấy nhìn có vẻ không đáng tin lắm, nhưng thực sự là một tướng quân rất bản lĩnh. Cậu cũng từng dẫn quân chinh chiến, lập được rất nhiều công lao. Binh sĩ hiện giờ trong ngoài thành
Trong hoàng thành phần lớn đều rất kính phục cô ấy. Nếu lần sư phụ gặp nguy hiểm này cũng là do cậu không hoảng trước hiểm nguy ra mặt giúp đỡ. Cậu ấy vốn cỡ mở hòa đồng, khí phách hào hùng, lại còn mưu trí bằng dũng khắp nơi. Trong chuyện này có đến phân nửa là bạn hữu của cậu, vậy nên nó không chừng cậu ấy thích hợp để làm hoàng đế hơn ta. Người đâu? Mời nữ nhân kia đến một ngôi nhà bí mật, sau đó gọi tiểu khấu tử đến đây hai người họ hàn huyên. Vâng. Những gì cậu học được ta không làm được cũng không muốn làm. Hiện giờ ta chỉ cần bảo vệ cho tốt cung điện của ta là được, những chuyện khác mặc kệ đi. Sư phụ, ta đi dạo với ta thêm lát nữa được không? Được. Và sư phụ nhìn kìa, bên đó có biểu diễn xiếc, lợi hại quá. Tuy thái tử biết rõ bản thân còn nhiều thiếu sót, nhưng lại không chịu thay đổi. Bình Dương Hậu hy vọng chỉ là mình quá đa nghi mà thôi. Chuyện bắt cóc đã xảy ra được một tháng rồi, cuối cùng cũng được sống yên ổn vài ngày. Hi Nhi, đang ngẩn ngơ gì đó? Ý Linh quận chúa, đã nói là ra ngoài đi săn mà, người lại lười biến trốn ở đây, có phải là đang nghĩ đến chuyện gì đó mờ ám, đúng không? Chuyện mờ ám gì chứ? Ai da đừng ngại mà, ngươi cùng với Thái tử Điện Hạ lâu như vậy rồi, đen, cùng ăn, cùng ở, cùng ra vụt, cùng vào, sống như cùng một mái nhà, Thái tử cũng đâu. Phải tiểu khấu tử, huynh ấy còn thích ngươi nữa. Nói ta nghe đi, quận chúa dừng lại đi, Thái tử được kiểu dịu dàng hay kiểu mãnh liệt thế? Ta chắc chắn là kiểu mãnh liệt rồi. Thái tử Điện Hạ, hai người đang nói chuyện gì vậy? Sư phụ, ta săn được một con gà rừng, người làm món gà nướng cho ta ăn được không? Lần trước sau khi ăn thử món đó của sư phụ ta vẫn còn nhớ mãi không quên. Hay là làm thêm món rau trộn, thêm vò rượu ngon, nghỉ ngơi một chút. Đợi mỗi câu này của sư phụ thôi đó. Ta quay lại điểm săn bắn đây, săn thêm mấy con nhỏ nữa, mấy con thỏ nữa. Ồ, thỏ thì thôi đi, đáng yêu như vậy không nỡ ăn. Ha ha, sư phụ thật thú vị. Thật sự không phải kiểu mãnh liệt à? Đã nói không phải rồi mà, một khuê nữ như quận chúa mà trong đầu toàn nghĩ những cái gì vậy trời? Khó hiểu đó, ngươi cố ý tiếp cận huynh ấy, rõ ràng huynh ấy cũng đối xử đặc biệt với ngươi. Ngươi tận lực tiếp cận huynh ấy và rõ ràng huynh ấy cũng đối xử đặc biệt với ngươi. Vậy mà tại sao hai người lại dè dặt như vậy? Sơ hoàng hậu cũng không quản nữa, trên dưới trong cung cũng đều ngầm thừa nhận ngươi là nữ nhân thật của thái tử rồi. Ý Linh quận chúa, người vốn dĩ nhiều chuyện như vậy sao? Ai da, trong cung chẳng có việc gì làm, nhiều chuyện cũng không được, vậy thì chán chết. Buồn chán sao? Mai là Tết Đoan Ngọ, đến cung thái tử uống rượu ăn bánh tét chứ. Bình Dương Hậu cũng đến đó. Ồ, nhưng Tết Đoan Ngọ chính là ngày giỗ thê tử Bình Dương Hậu. Mỗi năm ngày ấy đều đến chùa Phật Dương thắp hương tưởng nhớ. Chắc Ý Linh quận chúa vẫn chưa biết sang năm lũ lụt Bình Dương Hậu được triệu về gấp để bàn luận đối sách. Nghe nói Bình Dương Hậu rất yêu thê tử của mình, đến nay vẫn chưa chịu lập thê tử mới. Thê tử của ngài ấy ta từng gặp qua một lần, đúng là một mỹ nhân có tài đức. Năm đó Bình Dương Hậu quần áo lụa là từng trêu hoa ghẹ nguyệt, rồi sau gặp được nữ nhân đó vừa gặp đã yêu. Từ đó về sau liền trở thành một nam nhân tốt đẹp. Chỉ đáng tiếc nữ nhân đó mệnh bạc, năm đó Bình Dương Hậu chinh chiến bên ngoài ở nhà thê tử qua đời vì bệnh tật. Chuyện chắc đã qua nhiều năm rồi, nhưng nữ nghĩ thời gian sẽ chữa lành tất cả. Tối mai người đến chứ? Lúc đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến buổi tiệc Đoan Ngọ đó lại là khoảng thời gian yên ả cuối cùng. Tết Đoan Ngọ. Wow, nhiều bánh tét quá. Sư phụ, cái này lại tự tay người làm sao? Không có việc gì làm nên gói vài chiếc, trong số này có một cá nhân bên trong chứa một đồng tiền. Xem thế tử có ăn trúng không? Nó mới nhớ có một chuyện khá lạ. Ta vừa nghe thấy tiểu khấu tử nói. Sáng sớm hôm nay có ngựa bên bờ sông. Hi hi, chắc chắn sẽ ăn trúng. Nhìn thấy hai huynh đệ ngu ngốc nhà hoàng phủ tướng quân. Cung thái tử. Cạn ly. Wow, rượu ngon. Phải đó Hi Nhi, sao lại không thông minh khéo léo thế chứ, đến rượu cũng biết ủ. Sao muội lại không gặp được một sư phụ giỏi như vậy nhỉ? Đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem bổn thái tử là ai. Đương nhiên là có mắt nhìn người rồi. Đương nhiên là sư phụ phong thái hơn người, nhìn là biết không giống ai. Ăn bánh đi. Được. Bình Dương Hầu đại nhân, ngài nhìn chiếc bánh này. Này, cũng là tự tay Hi Nhi gói đó, có muốn nếm thử không? Đa tạ. Bên trong này có khi còn có đồng tiền nữa. Ai ăn trúng thì người đó chính là người có phúc nhất rồi. Chắc chắn là ta sẽ ăn trúng chiếc bánh đó. Thái tử Điện Hạ, huynh nó có ăn hết nổi không? Tiểu khấu tử đến đây, cái đĩa này đều là của ta, mau bóc ra cho ta. Vâng. Vị thái tử này kể từ khi sự việc bắt cóc xảy ra, cử chỉ hành vi đều trở nên khác lạ, thậm chí còn tìm ra được một muội mà ta giấu kỹ trong thành. Người trong hoàng cung này không một ai là đơn giản cả.
Một thái giám nhỏ bé như ta không đi theo chủ tử này thì lại mất mạng nơi chủ tử kia. Trước kia ta luôn cho rằng hoàng hậu chính là chủ tử thực sự của mình, nhưng lúc thái tử như cười như không nhìn ta như vậy, ta lại cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đứa trẻ cùng ta lớn lên này giờ cũng đã thực sự hóa rồng rồi sao? Dưới y vũ của rồng chỉ còn một chiếc móng vuốt đã khiến ta khó mà chống đỡ rồi. Đất nước này trước sau đều thuộc về thiên tử. Tôn lệnh thái tử, người bốc mau lên. Hình như Bình Dương hậu có tâm sự gì đó, mình cũng vậy chẳng phải sao? Nghe thái tử nói, nhìn thấy hoàng phủ Minh Loan và Minh Dị đang trải bánh tét ở chỗ bờ sông mà mình nhảy xuống, bọn họ đang tưởng nhớ ai cũng không nói cũng hiểu. Tâm tư sư phụ không ở đây, đang nghĩ đến người tình cũ sao? Nói bừa sao? Sư phụ đó, người thực sự không hiểu tâm ý của Đồ Nhi sao? Nhiều bánh thế này cũng không ngăn được cái miệng của thái tử. Bánh sư phụ gói ngọt thật đấy, tạm ơn đi, đó này là bánh nhân thịt mà và lòng đỏ trứng. Ngón tay của sư phụ ngọt thật đấy. Kỳ lạ, sang mãi mà không thấy đồng xu nào nhỉ? Sư phụ đút cho tao một cái nữa đi mà. Đến quá gấp gáp, còn chưa kịp thỉnh an hoàng hậu, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, bổn hậu xin cáo từ trước, làm mất nhã hứng của chư vị, xin cáo lỗi. Lần sau sẽ bù đắp thỏa đáng, cáo từ. Đến gặp phụ hoàng mẫu hậu sao, con cũng đi. Đi thôi, tiểu khấu tử mang bánh tét theo. Dự cảm thấy, cứ cảm thấy Bình Dương hậu hôm nay có gì đó khiến người ta thấy bất an. Ngày giỗ của trê tử lại không thể cúng tế, ta có thể hiểu được tâm trạng của ngài ấy. Chúng ta cũng quay về thôi. Đồng xu đại diện cho phúc khí ở trong bát của Bình Dương hậu. Chúc mẫu hậu tết đoan khọ, đoan ngọ an khang, an khang. Đây là bánh tét do sư phụ mới gói, con mang đến cho phụ hoàng và mẫu hậu nếm thử. Mẫu hậu biết tân nhi hiếu thuận nhất mà. Mẫu hậu phụ hoàng đâu? Rồi, phụ hoàng con đang nghỉ ngơi hậu điện, nhỏ tiếng thôi, đừng làm ảnh hưởng đến phụ hoàng con. Sao có thể chứ? Hạ nhi là nói chuyện nhẹ nhàng nhất đó. Tốt quá, phụ hoàng không ở đây. Mẫu hậu, con nghe nói phụ hoàng ban tặng hoặc toàn bộ viên dưỡng nhan mà Nam Hải tiến cống cho người rồi, chia cho Hạ nhi một ít đi mà. Con cần thứ đó làm gì? Gần đây tân nhi chăm chỉ lập tập luyện võ công đến mức bị đen đi rồi này. Nghe tiểu khấu tử nói nữ tử tôn quý trong ngoài hoàng cung đều coi viên dưỡng nhan của Nam Hải này như châu báu, chắc sư phụ cũng sẽ thích nó. Cũng không biết ngày thường sư phụ dùng thứ gì chăm sóc da, sao da lại trắng nõn trắng nạ như vậy, còn đẹp hơn mấy phần so với nữ tử trong cung nữa. Hì, quả nhiên sư phụ vẫn là tuyệt nhất. Đây chính là viên dưỡng nhan, thứ này tốt nhưng cũng không nên dùng quá nhiều. Còn nữa, sau khi về đừng tham ăn bánh tét nữa, coi chừng đầy bụng. Con biết rồi mẫu hậu, con cũng đâu phải trẻ con nữa. Cậu, ta còn có việc cần bàn với hoàng hậu cung tiễn thái tử. Tử chân, có chuyện gì vậy? Mấy ngày nay đi lại bên ngoài có nghe được một chuyện, muốn xin hoàng hậu nương nương bình phẩm. Hiếm khi thấy đệ có nhã hứng kể chuyện, bổn cung nghe chút xem sao. Vâng, bắt đầu kể từ lúc gặp cụ già què chơi ngày hôm qua. Đúng là ý trời, nếu không phải hoàng thượng gọi bổn hầu vào cung, bổn hầu đã không gặp được cụ già đó rồi. Hoàng hậu còn nhớ trận bệnh dịch trong kinh thành năm đó không? Đương nhiên bổn cung vẫn còn nhớ. Trận dịch bệnh đó thương vong vô số, bao nhiêu bách tính trôi dạt khắp nơi, lòng người lo sợ. Đó cũng là đại nạn nghiêm trọng nhất kể từ khi hoàng thượng đăng cơ đến nay. Không sai, cụ già đó chính là số ít người đã chết đi sống lại trong đại nạn năm đó. Ông ta bò lên từ hàng vạn xác người, nhưng đôi mắt và đôi chân đã phế, chỉ có thể đi ăn xin sống qua ngày. Mấy năm trước đôi chân ông ta dần tốt lên, liền chống gậy mò mẫm vào kinh thành. Ngày ngày ăn xin trước cổng, cung thành. Đến hôm nay thì gặp được bổn hầu. Bổn hầu nhìn ông ta rất quen, cứ như trước đây đã từng gặp mặt vậy. Chắc đây chính là duyên phận. Đây đúng là trùng hợp. Bổn hầu và ông ta lần đầu gặp đã thân quen, liền nói chuyện rất hợp. Ông ta kể cho bổn hầu nghe câu chuyện về một vị tướng quân. Trước kia có một vị tướng quân không những xuất thân hiển hách mà còn được hoàng đế vô cùng tin tưởng, có thể nói là tiền đồ rực rỡ. Nhưng điều khiến vị tướng quân đó hạnh phúc nhất là cưới được một thê tử như ý nguyện. Đáng tiếc hạnh phúc không được bao lâu, lúc tướng quân xuất binh chinh chiến trong thành đột nhiên bạo phát dịch bệnh, một nha hoàn trong phủ tướng quân bị phát hiện có mắc bị dịch bệnh. Thê tử của tướng quân muốn đưa toàn bộ người trong phủ đến sơn trang lánh nạn, nhưng không ngờ phủ tướng quân lại bị phong tỏa nghiêm ngặt. Đến thê tử của tướng quân lúc đó chưa bị truyền nhiễm bệnh cũng bị nhốt lại trong phủ. Thời gian dần trôi qua, người hầu trong phủ bị nhiễm bệnh ngày càng nhiều, lương thực dự trữ trong phủ cũng ngày càng cạn kiệt. Thê tử hiền lành của tướng quân cầu xin người bên ngoài đem cho ít lương thực và nước uống vào phủ, vậy mà các lính gác lại không cho phép. 20 ngày sau có tin thắng trận truyền về, nhân vật lớn hạ lệnh tháo bỏ niêm phong.
nhưng thê tử của tướng quân đã ôm hận mà chết. Đợi tướng quân chiến thắng trở về, nhân tướng nhìn thấy lại là phần mộ của thê tử. Hoàng ân trọng thưởng đã làm gì? Hoa Húc không đổi được một nụ cười của người tri kỷ. Lúc xảy ra bệnh dịch, phàm là chỗ nào phát hiện người bệnh đều phải niêm phong, đó là lệ thường. Nhân vật lớn nó cũng là bất đắc chỉ mới phải làm vậy. Muốn trách chỉ có thể trách ý trời khó đoán. Ý trời? Bổn hầu không tin ý trời này. Cũng may tất cả mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Để muốn làm gì? Đừng làm bừa, mấy ngày nay bệnh tình của bệ hạ lên bộc phát, khó khăn lắm mới ngủ được. Bệ hạ tính vậy mới tốt. Bổn hậu đang muốn hỏi hoàng thượng, sự việc năm đó có phải hoàng thượng cũng biết đúng không? Sao đệ lại dám tùy tiện suy đoán tâm tư của bệ hạ? Tuy nhiên, tính ra thì thời gian như vậy chắc cũng đủ rồi. Gì cơ? Hoàng thượng người sao vậy? Khởi bóng hoàng hậu nương nương, hoàng thượng bị ngất rồi. Còn ngay đây đó làm gì? Mau đỡ hoàng thượng lên giường đi, mời thái y đến. Sư phụ, có thích không, có thích không? Nghe nói, viên dưỡng nhan này được nặng thành từ bột của viên Minh Châu dưới đáy biển, mà chỉ có ở Nam Hải, mỗi năm đều có hơn nghìn người chết vì khai thác Minh Châu đấy. Phụ hoàng đối với mẫu hậu tốt thật đấy, thứ gì tốt đều cho mẫu hậu cả, có điều ta đối với sư phụ cũng không kém. Có thích không? Hóa ra cái này được làm từ bột ngọc trai, thứ này chắc sẽ giúp mình tiết kiệm được mấy trăm điểm sức hấp dẫn, dùng để mua mỹ phẩm chăm sóc da rồi. Thái tử biết tặng quà cho mình, có phải đã tiến gần thêm một bước đến điểm chiếm đóng thành công được không? Đa tạ thái tử ban thưởng. Chỉ vậy thôi à, dù sao cũng nên hôn một cái chứ nhỉ. Thái tử có cảm thấy hôm nay Bình Dương hậu khá kỳ lạ không? Cậu á, bình thường mà, nghe nói nam nhân cũng có vài ngày như vậy. Hy vọng là mình nghĩ nhiều thôi, Bình Dương hậu hôm nay khiến người ta sợ hãi. Khởi bóng hoàng hậu nương nương nói, vết thương cũ của hoàng thượng chưa khỏi giờ đã phát thêm bệnh đau tim, hơi thở yếu ớt, khí huyết ngưng tụ, tinh thần suy sụp, âm dương suy yếu, rốt cuộc phải chữa trị như thế nào? Bỗng hoàng hậu nương nương, e rằng bệ hạ không qua nổi đêm nay, vì thần có tội. Bệ hạ, người phải đi rồi sao? Mau triệu thái tử đến. Khoan, chuyện này chưa thể tiết lộ. Người đâu, đưa thái y đến điện bên nghỉ ngơi. Nương 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 nương, không có lệnh của bổn cung không ai được phép làm phiền. Nói đi, nương nương lúc này mà để lộ ra ngoài sẽ gây bất lợi cho thái tử. Tính tình thái tử khó nắm bắt, mọi người đều biết. Nếu vội vàng kế vị có tránh khiến các đại thần trong triều không phục. Mong hoàng hậu nương nương suy xét, rốt cuộc đệ muốn nói gì? Bệnh tình của hoàng thượng vẫn luôn được giấu kín, nếu đã như vậy sao không tiếp tục giữ kín? Điện thái tử. Sư phụ, dáng vẻ ngây ra của người thật đẹp. Đáng tiếc là đang nhớ đến nam nhân khác. Sư phụ, chúng ta cùng đến Nam Hải ngao du sơn thủy được không? Nghe nói Nam Hải thú vị lắm. Nước trong cát trắng rừng vừa rợ bóng cây, còn có con rùa to như chiếc thuyền rồng nữa. Điện hạ, không thể đi được, nếu để hoàng thượng biết. Phụ hoàng sẽ không biết đâu, nếu phụ hoàng biết thì cũng lắm là đánh người một trận thôi. Hình như cô nương cũng mau khuyên bảo thái tử đi. Thái tử lén ra khỏi cung, bệ hạ chắc sẽ không trách phạt thái tử, nhưng trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Để nào thái tử không muốn là một nhi tử khiến bệ hạ tự hào, báo đáp tình yêu thương của bệ hạ dành cho thái tử sao? Xì, ta biết rồi. Hứ, bị mình làm cho cảm động đến phát khóc sao? Hình như có hạt bụi bay vào mắt rồi, sư phụ giúp ta thổi nó đi. Mắt bên nào vậy? Cả hai bên luôn. Ngày hôm sau, thánh chỉ đến, cung tiễn, trương công công. Sư phụ, giờ phải làm thế nào đây? Hoàng thượng sẽ trai giới cầu phúc cho bách tính gian ngao trong 7 ngày. Việc triều chính tạm thời sẽ do thái tử đảm nhận, 7 ngày sau tổ chức buổi lễ tế trời. Không đến Nam Hải được nữa rồi, sư phụ, người nói xem rốt cuộc đại phụ hoàng đang nghĩ cái gì vậy? Lẽ nào hoàng đế muốn để thái tử thực tập trước sao? Nhưng nhẽ ra nên tiến hành theo tuần tự mới phải, sao lại đột ngột thế này? Không được, ta phải đi gặp phụ hoàng, hỏi cho ra nhẽ mới được, xin phụ hoàng thu lại mệnh lệnh. Tham kiến hầu gia. Thượng tiên, sao có mình ngươi đây thế này? Tân nhi đâu rồi? Tham kiến hầu gia, thái tử đã đến chỗ hoàng thượng rồi. Ai da, thật không đúng lúc, hoàng thượng hạ lệnh bảo bổn hầu phò tá thái tử giải quyết việc triều chính, vừa vàng đến đây mà không ngờ thái tử đã đi rồi.
Hầu gia, lũ lụt ở Giang Nam lần này rất nghiêm trọng sao? Giang Nam vốn là quê hương của cá và gạo, nhưng giờ đã ngập sâu trong lũ. Một trận thiên tai nhấn chìm hàng triệu mẫu đồng ruộng phì nhiêu, nuốt chết hơn 400.000 bách tính, hơn 2 triệu người mất nhà mất cửa, có người bán con cái cũng có người đổ con cái để lấy thức ăn. Đứng dưới trời cao, mạng người như cỏ rác, dù là đế vương cũng chỉ có thể tế trời cầu phúc. Lừa người đấy, chỉ là mưa mấy trận, chết đi một số bách tính không đáng để ý mà thôi. Tuy nhiên hoàng thất pháp bao giờ cũng phải làm động thái gì đó mới được, cũng giống như dịch bệnh trong kinh thành năm đó, chẳng phải hoàng thượng cũng trai giới 7 ngày sao? Hả? Tuy nhiên lần này có chút khác biệt. Mẫu hậu con, vì vậy, gì vậy, đến thỉnh an cũng quên rồi sao? À, nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Tần nhi con sớm đã trưởng thành rồi, sau này nhất định phải điềm tĩnh thận trọng, như vậy mới có thể trở thành một quân vương được bách tính kính trọng. Mẫu hậu, chẳng phải còn người và phụ hoàng nữa sao? À, phụ hoàng đâu ạ? Phụ hoàng con đang trai giới cậu phúc ở đảo Nhất Lầu Cát, không ai được vào làm phiền. Mẫu hậu, người định đứng yên nhìn phụ hoàng làm khổ hại nhi như vậy sao? Tần nhi, ta mệt rồi, con về đi, việc này cậu con sẽ nói cụ thể với con. Mẫu hậu, sắc mặt của người không tốt lắm, con đi gọi thái y tới đây. Tần nhi, đúng rồi, còn một việc muốn thịt vị sư phụ thượng tiên đó của con giúp đỡ. Bệ hạ truyền lệnh, mời thượng tiên chủ trì buổi lễ tế trời vào 7 ngày sau. Dân nữ tuân chỉ. Có thượng tiên cô nương làm chủ, nó không chừng mưa Giang Nam sẽ ngừng đó. Xin hỏi hầu gia, chủ trì lễ tế thiên rốt cuộc cần làm những gì vậy? Đơn giản lắm, chỉ cần được đọc văn tế trước mặt mọi người thôi, rồi đúc thêm một thẻ bình an nữa là được. Thẻ bình an? Liên Hoa Bảo gồm 64 thẻ, đều là thẻ các lợi, xưa gọi là thẻ bình an, rút trên đại lễ để xin điểm tốt. Lễ tế thiên được tổ chức trước mặt đông đủ văn võ bá quan sao? Đương nhiên rồi, không chỉ có văn võ bá quan mà người có tước vị trong kinh thành cũng đều phải tham dự. Đến lúc đó, thượng tiên cô nương nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Hoàng phủ Minh Lan đã vào triều làm tướng, hoàng phủ Minh Dị thì thân mang tước vị, vậy há chẳng phải thân phận của mình sẽ bị lộ sao? Thượng tiên cô nương đang nghĩ gì vậy? Tế thiên nhất định phải có dụng cụ tế thiên thì trời cao mới nghe được giọng của dân nữ. Vậy sao? Trong đại hư điện có pháp khí của các triều đại, thượng tiên cô nương có thể đến đó xem. Bốn người các ngươi hãy đưa thượng tiên tới thái hư điện. Tạ ơn Bình Dương hầu. Cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Này, mấy người các ngươi làm gì mà hấp tấp tấp vậy? Xin lỗi, đã ngán đường công công. Đây là... Sao vậy? Các ngươi thật to gan, sao dám ở đây chuyển? Lý công công mà phát hiện ra nhất định sẽ các ngươi. Chuyện này chúng tiểu nhân cũng không muốn, nhưng chúng tiểu nhân chỉ có thể... Đúng là xúi quẩy, e là đã làm kinh động đến thượng tiên rồi. Mời đi bên này. Thi thể. Đây chính là thái hư điện, thượng tiên cần gì cứ lấy. Tiến vào hệ thống nữ thần, cứ luôn có dự cảm không tốt, đề phòng trừ bất trắc, cần phải đổ lấy thứ gì đó. Chỉ hy vọng dự cảm của mình là sai thôi. Gì đây? Sư phụ, cuối cùng người cũng về rồi, mau giúp ta xem đóng tấu chương này đi. Bình Dương hậu đúng là không ra gì. Bổn hậu chỉ muốn ngắm nhìn dáng vẻ khổ não của Tân Nhi mà thôi. Không có nghĩa khí, cũng có nghĩa khí. Sư phụ, người xem tập này tiểu khẩu tử xem, tập này ta xem. Điện hạ, trong này có rất nhiều từ nô tài không biết. Không biết thì phê đã đọc là được rồi. Không được đâu điện hạ, nếu để hoàng thượng biết được. Thái tử điện hạ, hoàng thượng đã giao trọng trách gánh vác thiên hạ cho người. Mỗi lời nói và việc làm của người đều sẽ ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc. Sao có thể coi là trò đùa, giao cho người khác xử lý như vậy? Nhiều thế, này sao xem hết được. Điện hạ an tâm phê duyệt dân nữ đốt đèn cho người. Cả đất nước đều nằm cả trên chiếc vàng này. Gánh nặng của quân vương là đây sao? Ngủ rồi sao? Rất gấp, gấp, hơi gấp, không gấp, thông thả. Hà Hy. Chính là ở đây. Hà Văn Thiêu trên ống tay áo đó là quan phục chính ngũ phẩm, thi thể. Chỉ có chính viện sứ Chu Thái Y trong Thái Y viện là quan viên chính ngũ phẩm trong cung. Làm sao lẻn vào đây? Thượng tiên cô nương, ngươi cũng đến bái tế Chu Thái Y sao? Tham kiến Bình Dương hậu,
Dân nữ chỉ đi ngang qua nhìn thấy ở đây đang có tang sự, nên là Chu Thái Y sao? Nếu đã đến rồi thì đi vào cùng với Vũng Hầu đi. Chu Thái Y đột ngột qua đời vào đêm hôm kia, đúng là tổn thất của triều đình. Vị thượng tiên cô nương này tinh thông thiên đình địa chủ, địa phủ, chi bằng để nàng ta dâng hương siêu độ cho Chu Thái Y. Cảm phiền thượng tiên cô nương. Thượng tiên tỷ tỷ, ta có thể hỏi rằng ai đã hại chết ông nội không? Nghiệp chướng, con đừng nói linh tinh. Ông nội ngươi qua đời vì tâm bệnh phát tác, không ai hại chết cả. Nhưng trước nay ông chưa bao giờ mắc tâm bệnh, con đã lén nhìn trước khi ông được đưa vào quan tài, tình trạng thi thể cũng không giống. Người thì biết cái gì, trên đời có biết bao nhiêu loại tâm bệnh. Nhưng mà... À, thượng tỷ tỷ tỷ, đừng khóc nữa, chắc chắn ông không mắc tâm bệnh. Không tin có thể đi kiểm tra bệnh án trong tủ thuốc, mỗi lần xem bệnh sao ông đều ghi chép lại, bệnh của bản thân cũng ghi chép ở trong đó. Cậu không mau đưa tiểu thiếu gia về phòng. Tủ thuốc. Quyển tử vì quá nhớ nhung phụ thân thần nên mới nghĩ ngợi lung tung như vậy, để Bình Dương Hậu cười chê rồi. Lời nói của trẻ con thôi mà, bổn hậu sao có thể coi là thật chứ. Trời không còn sớm nữa, bổn hậu cũng nên đi rồi, chư vị xin bớt đau buồn. Hôm qua Tân Nhi phải xem nhiều tấu chương như vậy, Tân Nhi có bảo người xem tức không? Đây là chức trách của Thái tử Điện Hạ. Bình thường Thái tử hay nghịch ngợm, nhưng khi giải quyết việc lớn thì sẽ không hồ đồ đâu. Đây đều là công lao của cô, Tân Nhi trước nay chưa từng như vậy. Thượng tiên cô nương, có phải cô phải luôn ở bên cạnh Tân Nhi đấy. Nhân nữ sẽ tận tâm tận lực. Vậy thì tốt, bổn hầu về phủ trước, thượng tiên cô nương cũng về cung sớm đi. Đây chính là Thái Y viện. Bà Thái Y trong viện đều bị đi xem bệnh rồi, lúc này ngoài cung lại có quý nhân muốn xem bệnh nên làm sao đây? Còn biết làm sao nữa, để người đó đợi thôi. Hay, chuyện nhân công này mọi khi đều do Chu viện chính sắp xếp, ông ấy không còn mấy vị đại nhân đó. Chắc xe chẳng bay nhảy tự do không ai quản sao? Chu Thái Y thật sự là do tâm bệnh mà chết sao? Xuyệt, chuyện này không được nói vừa. Ai bên đó vậy? Đây chứ không phải là... Cố mà! Bọn họ sẽ quay lại nhanh thôi, mình phải mau chóng tìm thấy tủ thuốc. Vết thương cũ chưa khỏi giờ lại phát bệnh đau tim, hơi thở yếu ớt, khí huyết ngưng tụ, tinh thần suy sụp, âm dương suy yếu, e đã không qua nổi đêm nay. Bệnh án của ai đây? Nếu chẩn đoán của Chu Thái Y không sai, vậy thì người bệnh này há chẳng phải đã. Ba ngày ban mặt làm gì có ma quỷ chứ, ai cũng nói trong cung có án khí nặng. Làm gì có ai? Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Sư phụ, người đi quan sát tình hình dân chúng trong kinh thành, thay ta, kết quả thế nào rồi? Bẩm Thái tử Điện Hạ, xá lương thực ở kinh thành ổn định, không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Giang Nam, hiện giờ vẫn chưa có dân lưu lạc đến. Vậy thì tốt rồi, người biết không? Hôm nay ta nói đến sách lược cứu trợ thiên tai của sư phụ, được thừa tướng khen hết lời đó. Ta cứ tưởng ông ta sẽ ghi hận chuyện ta về qua, vẽ quả lên mũ mình cả đời cơ. Hi 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 hi. Đây đó đang là sách lược do Thái tử nghĩ ra, sao lại thành của dân nữ rồi? Sư phụ thực sự rất quan trọng đối với ta, sư phụ phải luôn ở bên cạnh ta đấy. Nếu không có sự dẫn dắt của sư phụ, sao ta có thể nghĩ ra chứ? Bình Dương Hầu cũng từng nói câu này. Sư phụ, đang nghĩ gì vậy? Quên chưa hỏi, mấy ngày trước không phải Thái tử đến xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh sao? Hoàng thượng nói thế nào? Ta không gặp được Phụ Hoàng. Mẫu hậu nói Phụ Hoàng đang ở đảo Nhất Cát, ăn chay niệm Phật, bảo ta đừng đến làm phiền. Ra là vậy. Kể từ ngày Thái Y khi chết đến nay Thái tử vẫn chưa gặp được hoàng đế, thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Sư phụ, ta phát hiện ra chuyện Triệu Chính không phải lúc nào cũng nhàm chán, nhìn địa bộ kinh ngạc tột độ của thừa tướng thật thú vị. Điều ta nói khiến từng người bọn họ tâm phục khẩu phục, đem mấy lời oán trách trước kia nuốt trọn vào bụng. Không hổ là ta ha, mẫu hậu cũng bảo ta sẽ trở thành một quân vương được vạn dân kính trọng. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là có sư phụ ở đây. Cách phân cấp độ ưu tiên kia của sư phụ giúp quá trình xử lý tấu chương nhanh hơn bao nhiêu. Sư phụ quả là một thần tiên toàn năng. Sư phụ, người nói xem sau này có nên tìm Phụ Hoàng xin chút việc làm không nhỉ? Điện hạ có lòng học chính sự là chuyện tốt. Tuy nhiên vẫn mong điện hạ phê chuẩn số tấu chương ngày hôm nay trước đi thì hơn. Lại nhiều như vậy à? Sư phụ, chúng ta phân chia cấp độ ưu tiên trước đi. Lễ tế thiên sao còn chưa tới nhỉ? Đại lễ tế thiên, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nhã Nhi, ta đến muộn tự phạt chiến này. Nàng có biết mấy ngày nay ta đã làm những gì không? Thê tử Bình Dương Hậu, ta đã dùng hầu bao mà nàng tặng là một việc vô cùng lớn. Hoàng đế tôn quý thì sao chứ? Ta sẽ đích thân đòi lại công bằng cho nàng.
Nhã Nhi, chờ ta. Bệ hạ, đây sẽ lần cuối cùng thần thiếp chỉnh trang áo mũ cho người. Thiên hạ mà người để lại, mong rằng Tân Nhi sẽ gánh vác được. Ngày hôm sau, lễ tế thiên bắt đầu. Đại lễ tế thiên, báo quan có mặt đông đủ. Tĩnh tâm, ta hiểu. Binh sĩ năm nay nhiều hơn những năm trước. Giờ mới phát hiện ra khả năng quan sát của đệ vẫn kém như vậy. Huynh, binh giáp binh phụ của phụ thân hôm nay cũng có phần hơn mọi người. Hơn mọi năm, xảy ra chuyện rồi. Nghe nói, nửa năm nay thái tử tu thân dưỡng tính, tính khí trầm ổn. Đại lễ lần này chắc là để lấy uy cho thái tử. Lấy uy mà cần nhiều người như vậy sao? Hơn nữa phụ thân sao lại có chút căng thẳng như vậy? Nghe nói được một vị tiên nữ giúp đỡ, quả là phù hợp với truyền thuyết về tên đó. Thái tử điện hạ tới. Một dân nữ mà lại trở thành thầy của thái tử, đến hoàng thượng cũng có phần coi trọng. Để nàng ta chủ trì đại lễ chắc hẳn thực sự có tài. Tiên nữ, phụ thân, nữ tử kia đi sau thái tử tên là gì vậy? Chỉ là một dân nữ không rõ phép tắc, bổn tướng quân hạ cớ hỏi đến. Sao cảm thấy có chút thân quen? Sư phụ, phong cảnh ở đây đẹp đấy chứ. Đây là sườn núi Trung Sơn, nơi long khí đất trời tụ họp, nơi thích hợp nhất để tiến hành lễ tế thiên. Vách đá Trung Sơn, bên dưới chính là vực sâu thăm thẳm. Sư phụ, người đeo khăn che mặt làm gì vậy? Ta không thấy được khuôn mặt của người. Đây là dụng cụ cúng tế, đeo cái này lên thì trời cao mới nghe thấy lời của dân nữ. Bệ hạ sao không tới? Bệ hạ không tới sao? Phụ hoàng sẽ tới chứ. Bình Dương hậu tới tham kiến thái tử. Cậu mau qua bên này ngồi đi. Hôm nay thượng tiên cô nương ăn mặc đặc biệt như này thật khiến người ta mong đợi. Chuyện gì đây? Sao bệ hạ còn chưa tới? Chu Thái Y vốn không hề có tâm bệnh, chỉ là chết bất đắc kỳ tử trong cung. Trước lúc chết, ông ta chỉ xem bệnh cho một người không sống mà nổi đêm nay. Chỉ có hoàng thượng đột nhiên tuyên bố đóng cửa ăn chay niệm Phật, tất cả những điều này đều chỉ đến một sự thật. Hoàng thượng đã chết. Thời gian đã tới, hoàng thượng sẽ không đến đâu. Mời thượng tiên cô nương lên tế đại. Phụ hoàng không đến, vậy há chẳng phải ta là to nhất ở đây sao? Thượng tiên cô nương mau lên tế đại, đừng lỡ mất thời gian. Sư phụ mau lên đi, ta ở đây đợi người tỏa sáng. Sư phụ, thái tử điện hạ, lát nữa bất luận xảy ra chuyện gì, người nhất định phải tin dân nữ. Ta không tin sư phụ thì nai chứ. Thái tử, bảo trọng. Mời thượng tiên múa điệu tế thiên. Hạ Hi, trên đời lại có nữ tử xinh đẹp đến vậy. Hạ Tây, là do ta quá nhung nhớ nàng sao? Thái tử điện hạ, người có biết vì sao hôm nay bệ hạ không đến không? Sao tự nhiên cậu lại gọi cháu là điện hạ vậy? Nghe thật xa lạ. Cháu phụ hoàng thấy mấy ngày nay cháu biểu hiện rất tốt, rất đáng tin nên lười không đến. Ồ, hình như gần đây phụ hoàng không được khỏe, cũng có thể lại ốm rồi. Không sai, hoàng thượng đúng là ốm thật. Phụ hoàng bị ốm thật sao? Có nghiêm trọng không? Cái này phải hỏi điện hạ mới phải. Chẳng phải điện hạ là người biết rõ nhất hoàng thượng vì đâu mà ốm sao? Cháu, từ vụ bị hổ dạ năm ngoái đến nay, sức khỏe của hoàng thượng ngày càng sa sút. Hoàng thượng yêu thương bao bọc điện hạ, không muốn để điện hạ bị mọi người trách cứ nên che giấu bệnh tình. Đáng tiếc điện hạ chỉ biết ăn uống chơi bời, phụ lòng bệ hạ. Hoàng thượng ốm nằm giường trên triền miên, cuối cùng cho đến hôm kia đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Cậu, chuyện này không thể mang ra nói đùa được đâu. Phụ hoàng sao có thể? Rõ ràng mấy hôm trước còn khỏe mạnh. Điện hạ, ngồi nhìn phía dưới đi. Từ hôm nay trở đi những người đó chính là thần tử của người rồi. Điện hạ có khả năng gánh vác thiên hạ này sao? À, còn nữ nhân trong lòng điện hạ nữa. Điện hạ có khả năng bảo vệ nàng ta sao? Cháu không trả lời được. Chi bằng thử xem sao? Cậu muốn làm gì? Cung thủ muốn giết mình ư? Dừng lại! Hạ Hi! Hả Hi, Bình Dương hả? Khanh muốn tạo phán sao?
Điện hạ sao cũng gọi xa lạ vậy? Bình Dương hầu rốt cuộc anh muốn làm gì? Điện hạ sẽ biết ngay thôi. Chuyện gì thế này? Hạ Tây, đúng là nạn ta. Các ngươi đây làm gì đây? Sao lại bắn cung lên tới đài? Xin thái tử điện hạ giải thích rõ ràng. Bên trên có lệnh, ai rồi con chú ngồi xiết không nói nhiều. Đây là lệnh, đây là mệnh lệnh của ai? Chuyện này là sao? Cung thủ, đại tướng quân có ở đây, đừng manh động vội. Phụ thân, điện hạ còn cần thiên hạ này nữa không? Nếu vẫn cần bổn hậu sẽ cho người, nhưng cánh tay này cũng thần một khi hạ xuống, bên dưới sẽ máu chảy thành sông. Thứ điện hạ có được chỉ là một nước vong hồn thôi. Điện hạ lựa chọn thế nào? Chư vị quân thân, thái tử điện hạ, phụ hoàng đã ban hạ vào hôm kia. Không thể nào, bệ hạ. Tiền đã ban hạ, đương nhiên thái tử lên kế vị, chúng thần nguyện phò tá thái tử. Không cần, ta đã quyết định, ta sẽ nhượng hoàng vị cho Bình Dương hầu. Ba ngày sau, hoàng cung, thái tử đông cung. Vị quan gia này trong cung hết rượu rồi, cho tiểu nhân ra ngoài lấy một ít được không? Bình Dương hầu có lệnh, ai đã khỏi cung giết không ta? Tiểu nhân, cung hoàng hậu. Bình Dương hậu sai các người mang cái này đến cho bổn cung. Hắn đang ở đâu? Bảo hắn đến gặp bổn cung. Hoàng hậu nương nương hạ tất gì phải làm khó đô tỳ.